gặp nhau. Tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương ướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Nhưng không ngờ định mệnh chia sẻ cho nhau cuộc đời đôi ta hai lối. Em giết mướt giữa trời đời côi, còn anh trôi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi. Chuyện gì vang buồn lưu luyến chưa nhạt. Xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em ta nối lại tình cô nhân. Trần My cũng rất là lo lắng và không biết là khi mà mình hát thì sẽ như thế nào. Bây giờ em còn run không? Dạ. À, lúc nãy yên tâm đi, đứng gần trai đẹp với anh là hết run liền. Khi mà nắm tay á là Trần My gì này. Không biết là quý vị gần ngồi gần đây mới có thấy hay không. Tức là tay của Trần My là lạnh ngắt luôn. Chết rồi, cố lên, cố lên. Xin được cảm ơn hai bạn và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. My, chị thích ở em cái gì đúng không? Cái sự duyên dáng, hát cũng tốt. Hai đứa rất là đẹp đôi. Cảm ơn chị. Dạ. Chúc làm người động tác mình rồi dễ thương lắm. Dạ, chung đăng mặt á. Cái màu rất hợp với là Giang My. Áo của Minh Luân thì hơi đạm đạm.
những dòng sau mà em cần anh hỗ trợ hết mặt. Em ơi, thôi đứng bên đây đi em. Thôi em đứng bên đây đi, có gì nói bên đây với mình nha bạn. Nếu đứng ở đây thôi, tự làm đi nha, đừng kêu. Nhưng mà chúng ta vẫn là một đôi đúng không em? Dạ đúng rồi ạ, dĩ nhiên là như vậy rồi. Đây là cái kinh nghiệm nha. Với một cái bài hát và tiết tấu nó nhanh, nó dễ thương và cái nội dung nó lạc quan vậy đó, mà tụi em diễn á, đúng phần đầu tiên bước ra là người ta ồ cái, sau đó là nguội ngắt luôn. Là trong bài hát của mình chưa có cái điểm nhấn nào rõ ràng. Mỗi một cái vòng thi là một lần duy nhất, phải xem nó là sự sống còn. Và nó để lại ấn tượng mãi mãi luôn, 20 năm sau, 30 năm sau vẫn còn hoài. Mình không được quyền làm lại nữa, phải tính cho mình nha. À, cảm ơn em. Dạ, cảm, dạ, ơn. Cảm ơn. Từ đầu bài tới cuối bài, hai đứa cứ say đắm nhìn nhau, không hề nhìn khán giả chút nào. Mà ở trước này ba có ba cái máy camera nè, một cái để lấy cận nè, một cái để lấy trung cận nè, không đối thoại với khán giả. Đây là cái kinh nghiệm mà anh đã quay sân khấu 17 năm qua. Khi nào mình làm gì mình quay diễn bạn nè, cười trở về mặt camera, vô camera. Nhưng hôm nay em mới là người mắc cái lỗi đó nhiều nhất. Đúng hôm nay em mắc cái lỗi đó nhiều nhất chứ không phải mì. Khán giả đang chờ nhìn hai cái mặt đứa dễ thương quá mà. Đứa nổi tiếng nè, đứa xinh đẹp mà cứ lo nhìn nhau, không cho tôi nhìn mặt gì hết trơn, bực bội chỉ vậy thôi à. Trang phục xinh, màu đẹp. Đó, người Huế thích lắm á, màu tím á. Cảm ơn anh. Anh bào chữa cho hai đứa trước nè. Khi em bước lên sân khấu em thi, tự nhiên cái tim em rớt hết cỏ phân nửa thôi. Và khi hai người nhìn nhau như thế hát, anh đảm bảo hay hơn vì không có ra ngoài. Vì hai người có một điểm tựa với nhau. Đúng rồi. Mình phải lưu ý cái đó, là anh Lê nói đúng chứ không có sai. Em phải khắc phục, không thể vịnh vào cái đó được. Nói đi những vòng sau, Luân cũng biết, em đi quay phim rồi em biết. Phải khắc phục. Dạ, anh cảm ơn. Đường xưa anh vẫn gọi tên em, xanh bước bao chiều gió thank you.
chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy. Vừa rồi chúng ta cùng đến với một bài hát thật lãng mạn và đầy tình cảm với sự trình bày của Ngọc Hoa và Ngọc Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Lâm Ngọc Hoa, trước khi mà nói tiếp em ca câu tên cổ cho anh nghe. Một câu thôi, câu gì cũng được. Dạ. Cảm ơn em. Hôm nay anh có lời khen nhiều cho Lâm Ngọc Hoa so với cách đây 4 năm anh chấm thi em trong một chương trình khác. Hôm nay em ca rất là bolero. Còn Ngọc Sơn thì phong độ trình diễn của em càng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên đây là cái bài song ca, nó sẽ thiên về cho nữ hơn. Tuy là Sơn có hơi thiệt thòi nhường nữ, nhưng giọng hát của Sơn trầm ấm và rất là đầy đặn. Đây là một tiết mục đáng khen ngợi. Sơn có một chút xíu nhỏ thôi. Cái câu đầu tiên của em á, nó hơi dư một chút. Trở lại chuyện chúng hai xuống chúng mình phải không? Vì chúng xuống với mình phải đúng không? Đúng rồi. Nó trải dài hơn chứ nó không nằm trong cái khuôn. Hơi bị dư, rất là tới. Nhưng mà nó dư nhiều quá làm người ta trông chờ. Mà cái bolero nó cần là, ví dụ như trở lại chuyện hai chúng. Cái xuống á, cái xuống nó vô một cái là nó đã lắm. Đây là một cặp đôi rất là đẹp, đồng thủ, đồng thanh. Về nhan sắc cũng như là về cái khả năng, tài năng của tụi em. Ngọc Sơn, anh những lần thi trước anh khen em rất là nhiều thiệt á, nhưng mà tới cái lần này thì anh cũng không tìm ra cách nào để chê em được. Cái giọng hát của em đó, nó vừa đủ đúng luôn tất cả những gì của một người đàn ông, làm cho người ta cảm thấy có một chỗ dựa ấm áp. Em là giọng hát nam bolero hiện nay nha, so với tất cả các mặt bằng thí sinh luôn, là làm cho anh có thể cảm thấy là muốn nghe đi nghe lại nhiều lần nhất. Chị hơi thắc mắc cái đoạn đầu ngâm, hai đứa không đồng nhất về cái cách ngâm. Sơn ngâm rất là bình thường, chuyển qua em không biết Trung hay Bắc luôn. Sảnh bước bên nhau chị không hiểu. Chị tiếc một tí xíu đoạn cuối, theo cảm nhận của chị, câu kết của tụi em ấy, chỗ đi tìm á, tụi em ngắt hẳn ra để hát chữ đi tìm, làm nó bị khựng tí xíu. Đành đành ta ra ra ta ra ra ra, thì nó mềm của em là đành đành ta ra ta 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 ta. Khi mình ao cái đuôi nó không được mượt, chỉ có một chút góp ý như thế thôi. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Với cái bài này anh cảm giác là hai đứa giống như là chưa có tình với nhau, chưa có đủ đã. Hát ok nha, như còn anh đang nói về diễn xuất thôi. Và hai bạn này diễn cũng tốt nha. Anh nghĩ là cả hai đứa đều diễn hay hơn cả Quang Lê, anh bao luôn. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Được, cảm ơn Mai Trần Long và Kim Chi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Em thấy anh Đàm Vĩnh Hưng, ôi rồi sao biết nhiều thế. Anh Hưng ơi, thôi ai cũng viết hả, tụi nói trước. Cả hai người hát thì ngọt, nhưng mà giống như chưa bắt được cái nhịp với nhau á. Và cái tông này hát thì hơi thiệt cho Lâm. Nhưng nếu mà lên cao một tí nữa thì là
chi khá không được. Và cái dòng nhạc này đó cần cái cách hát và cần cái cách diễn tả đó, nội tâm và cách luyến lấy. Chi mới làm hát cái dòng nhạc bolero này nghe rất là dễ chịu nha. Nhưng lần sau chú vẫn muốn thích lòng ghép một cái câu chuyện nhỏ nhỏ hoặc mình có một cái phần diễn xuất nào đó. Vì đây là cộng cái điểm biểu diễn nữa trong đó nữa. Lần sau chú muốn xem một tiết mục như thế. Bây giờ thì anh Hưng ơi, đã còn biết rồi, biết 2 tiếng đồng hồ luôn. Rồi, không biết nữa. Mai Trần Lâm và Kim Chi cứ cho phép mình được tiếp tục thử thách và được cọ sát nhiều hơn nữa. Với dòng nhạc bolero này, nó vẫn cần một cái đòi hỏi, một cái sự chuẩn mực chung. Đó là cách của người mà nghe nhạc xưa quen đó. Thì mình cần cái độ nặng. Với người nhiều kinh nghiệm như là Mai Trần Lâm thì anh nghĩ sẽ không làm khó được em đâu. Hy vọng là vòng tiếp theo anh sẽ nhận, sẽ được xem những tiết mục thật là ấn tượng, sẽ làm cho khán giả thật là hào hứng và tưng bừng hơn nữa trong phần trình diễn của các em. Biết Chi từ những cái ngày đầu, và hôm nay cô phải khẳng định rằng giọng hát của Chi, hát nhạc trữ tình, nó ngày càng hoàn thiện hơn nhiều. Và cái điều bất ngờ đặc biệt nhất là Chi hoàn toàn là người Bắc, nhưng hát trữ tình rất là hay, và hát nhạc âm hưởng dân ca miền Nam rất là hay. Còn ở Lâm, trong chương trình này chị khuyên đây là một cơ hội để có thể lột xác của mình, mở cái vỏ bọc của mình đi, để thấy một Mai Trần Lâm rất là đa sắc màu. Em có điều kiện, em cứ thử sức mình đi, để khi mình hát, vừa cái tình mà mình, cái biểu cảm của mình, nó đánh động vào trái tim khán giả. Và chị muốn thấy một hình ảnh của Mai Trần Lâm ở tuần, những tuần sau khác hẳn Mai Trần Lâm như thế này. Thank you.
thành lệ. Dù rằng dòng đời ngang cách tình ta, ước mơ ban đầu mãi không phải mơ. Anh ơi nếu mong tình cảm. Wow. Em xin được phép hỏi chị Thanh Ngọc là nếu mà mình được sinh ra trong một gia đình mà có truyền thống về cải lương đó thì bây giờ chị có thể hát một câu giọng cổ tặng khán giả được không ạ? Yeah. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ. Dòng cô hương với bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Hay quá. Trời đất ơi, sao có thể một gia đình có quá nhiều những người tài giỏi như vậy. Ngày hôm nay nha, nói chị Quỳnh đừng có ghét em nha. Chị Ngọc hát trên chị một chút đó. Đúng rồi, giọng của Ngọc rất là ấm và mạnh. Có những cái chỗ mà là sắc nét rất rõ ràng. Cái hay đầu tiên của bài hát này là một bài hát nổi tiếng. Nó nằm sâu ở trong ký ức của nhiều người. Nhưng mà người ta đã phối lại. Ai vậy ta? Ai phối bài này hay vậy ta? Nghe tình lắm luôn á. Không phải là tình mà là sang. Rất sang và có đất diễn cho ca sĩ. Khó lắm nha. Hát để mà siêu rock ầm theo là bass với trống nó sẽ hỗ trợ lấp được. Còn cái kiểu này á, Boston này rất là khó. Sang trọng cực kỳ luôn. Với không gian này, với hai cái bộ trang phục như vậy và giọng hát như vậy, chị Quỳnh là mang áp lực, là người nổi tiếng, là nhiều trách nhiệm, nên chị gồng lên như nè. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên là trong cái chị kia hát là bình tĩnh, thoải mái, nhẹ nhàng, không có gì để mất hết trơn á. Đúng rồi. Đúng không? Em nói đúng. Dạ, có lẽ là sân khấu cải lương chị sẽ giỏi hơn em rất là nhiều. Nhưng mà bên tân nhạc em chỉ thêm một chút xíu thôi. Câu đầu tiên đó, em với nước mong không thành thì sao, nó chậm hơn chút xíu thôi là nó ăn tiền hốt trọn gói luôn. Chậm để cái đàn nó đúng ý rồi. Trời ơi, nói hết trơn cái thả vụ đó rồi. Tại vì em đoán chắc là vào trong hai chị sẽ còn nhiều trò chơi lắm. Thấy không? Nào là lá sầu riêng nè, rồi đời có lộ nè. Ôi trời ơi. Mình làm các kiểu với hai giọng nữ như vậy đó, nó vừa cùng tông nè, vừa là chị em ha, dễ chọn bài, dễ tập với nhau, mình sẽ nương nhau, sẽ có rất là nhiều những tiết mục và có thể làm cho khán giả sẽ rớt nước mắt. Em đang trông chờ lắm luôn á. Và em không còn biết, nhất định em sẽ là người khán giả đặc biệt của hai người. Em sẽ ủng hộ tối đa. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Thật sự mà chị nghe em khen Ngọc, chị mừng. Mừng hơn tất cả. Là vì chị hát nhạc thì cũng nhiều rồi, nhưng mà Ngọc là ca giọng cổ rặc luôn. Mà cái bài này rất là sang. Minh Giao là chị, hai chị hát bài này thật là sang cho em. Chị rất là lo, lo cho Ngọc. Nhưng mà thật sự hôm nay mà em khen Ngọc hơn chị là chị rất là mừng. Nó là sự thật chị à, nó đúng hay rồi, thiệt. Mừng lắm. Chị nghe khán giả câu đầu tiên đổ xuống một cái khán giả, trời ơi chạy theo không kịp luôn. Đúng rồi. Không hề ganh tị. Ngạc nhiên lắm đó, chuyên là cải lương. Hôm nay thể hiện như vậy thì cho em làm điều này chút nha. Tại em ngồi đây con số cho em ôm bạn gái coi. Trời ơi, vừa luôn. Trời ơi, vừa sai luôn. Cảm ơn em. Tôi ôm bởi vì tôi ngồi đây con số à. Số sao không có mặt tôi đâu biết. Thôi vậy thôi, chị năn nỉ em nữa đi. Không, tôi mở tivi tôi coi. Em nhìn thấy là trên người của anh á, cái nơ là hợp, cái nơ là hợp với bộ đầu nhất nè. Tiết lộ đây con cú đen, cái nơ này nè, nhìn dễ thương không, nhỏ bé không? Con Lê rất là mê đeo nơ, nhưng mà mấy cái nơ nó bự quá, cái nó cấn vô cái cổ mình, cái mặt mình mất tiêu vì luôn. Sao vì sao cấn cái cổ? Cổ em ngắn quá. Em đừng có nói ra vậy làm chị Ngọc chứ buồn. Đi về đây. Chị cũng cổ cái... ngắn à. Em xin mời chị Cẩm Ly à. Chị Ngọc chưa có đi hát nhiều cho nên hát theo cái mộc, theo cái cảm xúc. Nhưng mà bản chất thì cái giọng chị nó hay. Còn chị Quỳnh là thí dụ chị bị áp lực về nhiều thứ, và mình có pha một chút cái kỹ thuật vào trong đó, bỏ nhỏ, cho nên nó lại nghe cái độ mộc bên đây nó có sự bất ngờ nhiều hơn. Mà chị có hát có nhiều cái
cái đoạn, cái chữ, cái cách hát nghe nó giống kiểu người mấy người xưa hát hơn. Cho nên là đúng là hôm nay dành rất là nhiều lời khen cho chị Thanh Ngọc. Mà chị Quỳnh hôm nay em thấy chị thả thính hơi nhiều quá nha. Không còn bao nhiêu năm nữa thả bữa nay đi. Qua ngày năm sau hết thả rồi, ta già hơn nữa rồi. Không có chị, mình gái mình không dùng chữ già chị. À, mặn mòi và đậm đà hơn thôi, chị không có dùng già. Thôi, chị. Để em nói là, em nói nè, Quỳnh ơi, em còn trẻ lắm. Vậy đi. Bây giờ xin mời đội cùng đến với sự nhận xét của anh Bình Vi. Trước tiên là em liên một tiếng mờ tiếng một hai chị, và hai chị đã cùng em và ban nhạc chịu một cái thử thách, thà là mình đâm vào con đường khó luôn từ đầu và để lột xác và lột luôn cả những cái định hình sẵn. Tại sao chị Ngọc thành công? Vì chị Ngọc có nhiều chơi nhiều nên chị rất là thoải mái, và chị Quỳnh đang bị một cái áp lực lo cho chị Quỳnh mà bị lo luôn cho cả chị Ngọc. Nên em khuyên nha, cái này em khuyên thôi, chị Quỳnh nhẹ là một tí, chơi đi không còn gì để mất. Nhưng mà riêng chị Ngọc nha, chị đang diễn thế này thì khi chị Quỳnh hát cái câu em còn nhớ là gặp nhau để không dám cười, không ai nhìn ra nhưng em sẽ nhìn thấy, là chị Quỳnh quay qua, không biết ở nhà có tập hay không, quay qua để tìm cái ánh mắt của chị Ngọc quay lại để hai người cùng nhìn nhau. Nhưng chị Ngọc không làm được điều đó vì chị Ngọc đang ô chơi tới luôn. Không có tập á, nhưng mà tại chị sợ cái intro quá, cái chị đang em biết đi. Cái đó em biết. Chị Quỳnh rất khéo, chị Quỳnh quay qua thấy mắt nó đi chỗ khác rồi, cái cũng cho bộ quay ngược lại đây. Trong hậu trường chị còn dặn là nhớ nhìn nha chị Tư, mà ra đây chị không có nhìn chị. Mà hai chị cảm giác là đã với bài hát này đúng không? Rất đã. Rồi, xin chúc mừng hai chị. Đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người.
Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh góp ý như vậy nè, với một dòng nhạc nó được rất là nhiều người yêu thương và nhiều nghệ sĩ hát để lại dấu ấn rất nhiều, thì mình phải tìm cách nào đó để khác hẳn mọi người luôn. Theo anh, cái bài này mình sẽ biến nó thành nhạc sang luôn, không cần phải luyến lấy, vẫn giữ đúng cao độ tất nốt melody của nó, nhưng mà hát phong cách, cái cách của tụi em, dùng cái tiếng nói riêng của mình để tiếp cận cái nhạc xưa. Và anh tin chắc là làm được. Anh nhìn thấy cái sự cố gắng rất rất lớn luôn từ Tuyết Mai. Còn đối với Sang đó, là một áp lực kinh khủng luôn. Anh chúc mừng nhiều nhất là cái sự dấn thân và sự dám chịu chơi của tụi em trong tiết mục này. Dạ, em xin mời anh Minh Vy ạ. Anh lại có suy nghĩ khác. Này không phải tụi em dấn thân, mà anh dùng tụi em đó là thiêu thân. Tất nhiên mình còn nhiều cái để phải bàn, là nếu mà nói là hai bạn này phải thử về cách hát sang hơn cho cái dòng nhạc bolero này, thì hai bạn này mới là tân binh, cái tiếng nói cũng hơi bé, nên muốn thể hiện mình nhiều quá thì phải chứng minh được cho các anh chị là từ vòng 1, vòng 2 thế này và vòng 3, vòng 4 tôi sẽ thể hiện sẽ bị vậy đó. Mình là thông cảm đúng không? Tôi nghĩ rằng là em có thể, ban nhạc có thể chơi lại hơn một đoạn intro nhỏ, xong rồi sang hát theo cách bình thường của em, đừng không hát bolero. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thương. Anh đành quên cả sao em xưa xanh như biển lớn. Anh tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Và với một cái sự trải nghiệm rất nhanh và thử liền, thì anh thấy tụi em làm được cái điều này đó. Vào trong thì anh Minh Vy sẽ có thể hướng dẫn mình, không cần những cái luyến lấy móc lên đó, vẫn giữ. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng. Đó, kiểu sang vậy luôn đó. Tại vì anh đã nhìn thấy anh Tuấn Ngọc và chị Khánh Hà đã từng chơi kiểu này rồi, với Thành Phố Buồn anh Tuấn Ngọc hát rất là đặc biệt, thì tại sao mình không làm được, đúng không? Chúc mừng các em. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tạo từ mây, từ mây trắng, từ mây trắng. Tan trường, chờ em đi ngang về lối này. Biết rằng tan trường, thì em hãy đi lề bên ấy.
bên này. Anh ngồi bên này, lòng xuân sao mong chờ em thấy. Trao một nụ cười, ngờ đâu em đi lẻ kia rồi. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo bầy. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Rồi cuộc đời như thế, và tình là như thế. Ôi mong đợi ngậm ngùi. Anh hẹn em cuối tuần, chờ anh nơi cuối phố. Anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rơi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng, chẳng thấy bóng anh sang. Nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Quá thứ năm nghẹn ngào, giận anh nên thứ sáu quyết. Em quyết chặn lòng, không nói nửa lời, dù là ghét anh. Chiều thứ bảy mưa rơi, ai, ai báo anh lại tới. Ai, ai báo anh xin lỗi, ai báo anh nhiều lời. Trong mắt em lệ rơi. Trời ơi ông ơi, sao bà tàn lẹ vậy? Thời gian mà bà, cầm giùm tôi cây gậy được không? Thôi tôi bỏ cây gậy luôn đi. Vũ One Two. Trời ơi, nói tiếng Anh chi luôn. Four. Lòng thật buồn khi anh gian dối, vì đường trường mưa giăng lối về. Đừng buồn phiền khi anh vắng đây, vì trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi. Thôi, ông nói có mỗi mình tôi thôi, mà ông để tôi đợi, để mòn đợi mỏi luôn. Mà bà là ai vậy? Trời ơi, vụ gì đây? Tôi nè. Tôi nào? Tôi là bé Mơ nè. Trời ơi, bé Mơ của tôi đang ngồi học. Áo trắng đẹp lắm, áo của bà thấy ghê à. Trời ơi, nhớ tôi hồi áo trắng không à ông ơi. Già rồi, bao nhiêu năm tháng rồi, thay biết bao nhiêu màu áo đứng đợi. Sắp chờ tới giờ tan trường rồi mà không nhớ, cứ nhớ cái áo trắng không à. Thôi, ông không nhớ tôi thì thôi, khỏi gặp tôi đi về. Thôi, đợi tôi một tí, sắp tan trường rồi, đợi luôn nha. Sắp tan trường rồi, đứng đợi một tí. Chắc rằng sẽ gặp, vì hôm nay anh chờ trước cổng. Bạn già trong lòng mang một nụ hoa thơm hương tình yêu lâu. Tiếng vọng tan trường, lòng anh nôn nao nhìn áo trắng. Bao người qua rồi, mà sao em đi về nơi nào? Ngỡ ngần anh nhìn, nhìn qua trong sân trường im vắng. Hoa phượng rơi đầy, và con tim anh tươi đến dài. Hoa phượng rơi đầy, và con tim anh tươi đến dài. Hoa phượng rơi đầy, và con tim anh tựa đêm dài. Ông nhớ tôi rồi, tôi mừng quá ông ơi.
hôm nay gặp được em rồi, cho anh mời em đi uống nước nghe. Em thích uống trà sữa. Ăn bánh tráng trộn luôn đi em. Thôi một món thôi anh ơi. Hai món sao vậy? Một món. Bụng em không khỏe hả? Thôi một món thôi. Mình đi đi em. Xin được cảm ơn Hồng Mơ và Hùng Thanh rất nhiều. Hồi vừa chúng đang thấy anh Đào Vĩnh Hưng đang nhăn nhăn đó nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét từ ban giám khảo. MC Hùng Thanh, wow, không bao giờ nghĩ là MC sẽ chuyển qua sân khấu mà lại hát hay như vậy. Có một cái cách trình diễn quá là năng động. Và Hồng Mơ hôm nay em thể hiện rất là khác. Và một cái màn trình diễn cứ thay đổi liên tục, mắt mình không thể nào rời mắt được. Cảm ơn hai em đã cho anh một bài trình diễn thật tuyệt vời. Khen mà rớt cái gậy luôn đó. Mừng quá Hùng Thanh. Cái giọng hát của em nó dày, nó ấm. Cả phong cách của em vậy nó rất là đàn ông, rất nam tính. Bắt đầu bước ra tới cái phần của cô bé Hồng Mơ, cái cách ca và diễn trong lời ca, đó là cái không phải ai cũng có thể làm được. Em làm nó rất là vừa phải, mà thích dễ chịu. Một sự kết hợp duyên dáng làm cho cái bài hát này lại thấy mới hơn, vô cùng hợp lý. Chúc mừng hai em. Và em cũng xin cảm ơn anh Minh Vy rất là nhiều với cái tiết mục này. Bởi vì anh đã móm cho tụi em cái ý tưởng minh họa cái bài này và cái bố cục nó ra làm sao để cho khán giả cười thật là nhiều. Em cảm ơn anh Vy. Yeah. Không, ý tưởng ban đầu vẫn là của tụi em, nhưng anh chỉ gọt và cắt xén lại hoặc thêm xíu muối chút xíu đường. Có hai cái là bà già này á, nhảy á, thì hai cái đầu gối chụm lại rất là đẹp. Ben cho xin lại đoạn techno. Rồi, giữ nguyên, đừng sửa. Đó, khoan, Thanh mới, em mới khép cái chân lại một chút xíu, em mới khép lại một tấc. Thực ra cái chân của Thanh lúc mà Thanh nhảy á, Thanh không để ý là có nhiều là chàng hãng hết. Chứ bây giờ phải làm sao anh? Phải giãn xíu nữa. Vậy là vẫn banh ra phải không anh? Hai cái chân dưới cả nó không có gần nhau. Không phải. Hai cái bàn chân tách ra. Cái bàn chân chứ không phải là hai cái gối. Hai cái chân ở dưới, hai cái bàn tách ra nữa. Đó, vậy mới là của em đó. Hồi nãy là vậy của em nè. Ba nhúng kỳ, đừng nhúng nữa, ghê quá. Thanh, đây là tuần thứ hai mà tiết mục của em trong cái khuôn khổ từ 5 tới 7 phút mà tụi em đi dậy là dàn dựng. Thì lần sau anh nghĩ tụi em phải gạch đầu dòng, tuần tới tụi phải làm cái gì, và có một kế hoạch rất chi tiết và cụ thể luôn để chuẩn bị. Vì mình bung sớm quá, chắc chắn những chiêu sau của mình sẽ hơi ngợp, nên phải giải quyết phải rất là hay. Đúng không bạn Trung? Đúng rồi anh. Năm ngoái thì khi mới vô làm chung chiêu liền, nên càng ngày em hơi càng đuối. Hơi em đuối nhiều luôn. Cũng nhờ anh chỉ mấy chiêu khẩu trang cắt miệng. Chỉ để còn nhớ đến giờ. Dù sao đây là tiết mục rất là hay. Thực sự là lấy được cái không khí, tiếng cười cho tiếng vỗ tay. Và thật là ngọt ngào luôn giọng hát của Hùng Thanh và Hùng Mơ nha. Cảm ơn hai bạn. Xin được cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, và bây giờ Hồ Bình Trung xin được mời 8 cặp đôi cùng bước ra sân khấu để cùng nghe kết quả từ ban giám khảo. Và bây giờ Hồ Bình Trung sẽ được mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công bố kết quả ấn tượng. Đội có cái phần thi để lại ấn tượng mạnh cho giám khảo. Anh chị em nghệ sĩ ở đây ai cũng là những người thân yêu. Ngày hôm nay Hưng được giao cái nhiệm vụ. Cảm ơn Cẩm Ly và Minh Vy, Quang Lê giao cho nhiệm vụ này. Ở đây có ai dám nói lại tôi không? Không ai lại hết trơn á. Thì Hưng sau khi thống nhất bàn bạc với nhau thì quyết định trao cái phần biểu diễn ấn tượng nhất đêm nay cho một người lạ đối với Hưng. Xin được chúc mừng diễn viên Ngân Quỳnh và nghệ sĩ Thanh Ngọc đã giành giải tiết mục ấn tượng nhất trong đêm nay. Và như vậy đêm thứ hai xin phép được khép lại. Hãy chờ đón những phần trình diễn bùng nổ kế tiếp. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sang Vàng thực hiện. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tay ôm chén chén rượu
hồng mà rũ hồng, nửa trai mà nửa tình, té nhào là nhào xuống ao, nhào xuống ao, hai tay công cái chân bình thường không dấp mà nó dấp cái chân què hoài. Hát tới đây thấy tức con vợ. Cái con nhỏ đó nó nói thiệt nè, đứng lại coi. Bà đi đâu? Dạ thưa cậu, tôi đi chợ. Đi chợ hả? Vậy thì đưa tiền cho tôi đi rồi đi chợ. Đưa tiền cho cậu rồi làm sao tôi đi chợ? Tôi không biết. Ngày hôm nay tôi phải lấy được tiền, nhanh lên. Tiền của ông bà hôm trước đưa cho cậu đâu? Tiền đó tôi chung cái rổ đá gà cho người ta hết rồi. Bây giờ tôi phải cần một cái số tiền để xài vào cái mục đích khác. Mục đích gì? Trả tiền bia ôm. Không, tôi không đưa cho cậu đâu. Đưa tiền đây. Không. Đưa tiền cho không. Tôi. Đưa tiền cho tôi. Lì. Tao đánh mày chết, đưa tiền đây. Nè chú em. Chú. Nè. Ai vậy? Ông mới vừa kêu tôi cái gì? Chú em. Xin lỗi, chẳng qua tôi không thích lớn chứ không phải là chú em. Tôi thấy cậu đánh phụ nữ, tôi mới can thiệp thôi. Mình là người có học thức là không được đánh phụ nữ, hiểu chưa? Ý cậu nói tôi là không có học thức, không hiểu biết, không có đạo đức hả? Xin lỗi cậu, tôi là một con người rất là có đạo đức và luôn giúp đỡ người. Ngày xưa khi má của bà chết nè, ba của bà thì bệnh nặng, không có tiền chữa trị, ai giúp? Tôi dang rộng cái vòng tay này, tôi lấy cái số tiền tôi đưa cho ba bà trị bệnh. Rồi tôi cũng đâu có đòi, tôi không hề đòi một cắt nào hết. Tôi chỉ bắt bà về làm vợ để hầu hạ cho tôi thôi. Bây giờ cậu là người lạ, cậu bước ra khỏi cái chỗ này cho tôi, còn không là tôi đánh cậu chết. Một, hai, ba, đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Đi ra khỏi cái lạc này cho tôi. Đi ra khỏi cây lạc này cho tôi. Được rồi, cậu đứng đó cậu đợi đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết cậu hai của cái làng này là ai. Cô à, cô sao không? Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi, thôi tôi đi nha. Anh Luân. My. Là My phải không? Là My phải không? Không, My. Không. Không phải. Đúng là My rồi, đúng là My rồi. My à, em có biết là anh tìm em vất vả lắm không? My à, em không nhận ra anh hả? Vừa rồi em mới nhận ra anh mà đúng không? My à. Không. Bao nhiêu năm anh lên Sài Gòn đi học, lúc nào anh cũng mong về đây để tìm em. Anh nhìn lầm người rồi. Anh không có lầm người đâu. My à, cuộc sống của em bây giờ là như vậy sao My? My à, em nói là biết anh đi, em đừng có như vậy mà. À, em còn nhớ không? Em còn nhớ không? Bông ô môi, giật tình tình của em tặng cho anh trước khi anh lên Sài Gòn đi học. Em còn nhớ gì sao My? My à. Không, tôi không có quen ai tên My hết á. My à, em đừng có đối xử với anh như vậy mà. Nói gì đi My? Bông môi rơi đầy trước ngõ, bao kỷ niệm nhờ tìm thức trong tim. Mới hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bông ô môi tình ta khắc đậm tên. Rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau. Người về vui với ai, để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau dần trăng xưa chứng minh tình tôi lưu.
một mình anh. Bóng môi rơi đầy trước ngõ, theo gió trôi buồn tình ta. Bóng môi còn đây bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Em nhận được anh rồi phải không Minh? Anh nói đi, anh nói là em nhận được anh đi My. My à, My. Trời đất ơi, còn nắm tay nữa hả? Buông ra, nhận lên. À ha, thì ra là hai người đã quen biết từ trước với nhau. Yêu nhau hả? Hả? Yêu nhau thì tại sao biết bao nhiêu bài hát không chọn, tự nhiên đi chọn cái bài Bóng Mồ Môi? Mày đừng có nói bậy nha, đây là bài Bóng Mồ Môi chứ không phải Bóng Mồ Môi. Vậy hả? Ha, đủ người rồi chứ gì. Ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết cậu hai của cái vùng này là ai. Lên. Không, cậu hai, tôi xin cậu mà, cậu đừng có đánh người nữa. Dạ. Cậu hai, đánh nó, giữ nó lại cậu cho hai. Tao nhanh lên, giữ nó lại. Đừng mà cậu. Tao nói cho mày nghe, đáng lý ra là tao sẽ đạp mày một đạp, nhưng tao thiết nghĩ tao đạp mày rồi thì chân đâu tao trụ. Nên thôi. Cô, bây giờ muốn đi theo nó chứ gì? Được, vậy thì cô trả hết tất cả những số tiền ngày xưa tôi đã cho ba cô đi, lãi suất là 100%. Khó hả? Thế được thôi, nếu mà khó quá thì đổi qua một cái hình thức khác. Quyết định nhanh, gọn lẹ, người đó và tôi, em chọn ai? Để rồi xa cách nhau. Để rồi bao đớn đau. Mày là một thằng đàn ông nghèo. Người về vui với ai? Để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa em hò, tình nhạt nắng tình không hề nhạt phai. Nhận trăng chưa chứng minh tình đôi lứa, cơn mưa đầu mùa tha thiết để chia ly. Nếu mà đi tình cũng xa rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo.
Sao bây giờ có quá nhiều người trẻ mà tài dữ vậy ta? Tuấn Dũng không chỉ có diễn hay không đâu, mà còn hát rất là hay. Hát cực kỳ. Tuấn Dũng hát công bolero. Nghe vậy nữa hả? Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó cũng đeo bông mơ giọt lệ đầy trắng. Trợ diễn mà em quá tuyệt vời. Tuấn Dũng, anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Về hai bạn, trời ơi, nguyên cái ngọn đèn xanh đèn đỏ ba màu khác nhau. Đèn đưa. Một cái sự tiến bộ vượt bậc luôn. Minh Luân đã sử dụng đúng ngón nghề của mình ha. Rồi cái giọng nói, cái đài từ của Giang My cũng rất là ấm cúng và rất là dễ thương, nghe nó cảm tình dễ sợ luôn. Và cái câu chuyện tụi em đặt ra đó rất là dễ chịu. Dạ, em cảm ơn anh Hương. Dạ, em xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Chị muốn xem là xem như vậy á, có nghề mà không sử dụng. Và chị cũng khen hôm nay phần hát của hai đứa về cái bài này nó cũng rất là tròn trịa luôn. Lúc đoạn nhạc rải, mấy câu đó em vào cũng rất là tình cảm. Anh Luân lúc đó cũng hơi bị nức nở. Khóc thiệt chưa em, lúc đó khóc chưa? Khóc rồi đó hả? Chị nghĩ là chắc tại vì hồi nãy cái nhóm của nhà cái cậu hai này quá đáng quá, đá người ta đá thiệt không á, tôi thấy đá phịch 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 luôn á. Đá phịch phịch vô người ta đó, không có đá giả. Cầu đó. Thấy thương chưa, người ta hy sinh vì nghệ thuật đó tất cả các bạn. Trời ơi. Vậy mà không chịu trong bốn người đó kêu tôi đóng một người. Tôi đánh là thiệt luôn á. Tôi biết thù giặc tôi mà, biết thù giặc tôi mà. Mấy anh chị biết á, hồi nãy em ngồi dưới em coi, em thấy rồi sao mà Minh Luân đánh hay quá vậy? Thường ngày hai thằng đi uống cà phê bàn cái bơi bún lộn là bỏ chạy trước không đó. Cái này thấy ghê quá. Dạ, em mời chị Vân Khánh. Một tiết mục đủ màu sắc, về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng đúng không? Ba màu sắc. Sợ Vân Khánh cũng được nghe Minh Luân hát một đôi lần và thấy rằng là Minh Luân hát cũng rất là tốt, mà cộng thêm với cái khiếu diễn xuất của mình, năng khiếu diễn xuất nữa thì là nó là hỗ trợ rất là lớn. Thì hôm nay đặc biệt là lần đầu tiên Khánh được nghe bạn My hát. Bạn My mặc dù không phải là sử dụng một cái kỹ thuật gì ghê gớm để mà hát thể hiện, nhưng mà bạn thể hiện một cái, với cái chất giọng cũng như cái thân hình của bạn, nó thể hiện một cái sự mong manh của một người phụ nữ yếu đuối. Nó tự nhiên làm mày thấy thương ghê luôn á. Thật ra con cũng lo về cái phần diễn của con lắm. Lúc đầu cái lúc mà con tập, cái lúc té là con mới nói anh Dũng là anh ơi anh cứ show em thật đi, chứ giờ em không biết làm sao để mà em ngã xuống, tại vì em té nhìn thấy bánh bèo lắm. Xin được cảm ơn quý vị. Ông xã ơi. Gì? Ông xã thức dậy đi làm nè. Trời ơi, giờ này giờ nào bắt đi làm trời. Trời ơi, giờ tí canh ba rồi. Gì? Giờ tí canh ba hả? Ủa? Trời ơi. Dạ. Vậy? Giờ tí canh ba. Làm việc anh việc. 5-6 đứa rồi. Trời ơi, mới có 5-6 đứa thôi sợ gì, mình còn trẻ mà em. Kỳ quá. Giờ tí canh ba, nhớ cái thuở ban đầu. Anh mới quen nàng, thương nhớ vô vàng, thao thức cả đêm. Giờ tí canh ba, nhớ thuở ban đầu. Bên gối trong đèn, em nhớ anh hoài sợ mẹ già. Giờ tí canh ba, nhớ ngày vui nào. Bên gốc mai già, lòng lánh sao trời, anh đứng anh đợi em. Giờ tí canh ba, nhớ ngày vui nào. Qua cưới ao hồng, giờ tí động phong, mặt ngóng là canh ba. Giờ tí canh ba, chỉ một năm thôi thằng cu tí nó ra đời. Thêm một năm trôi công chúa chào đời. Rồi mấy năm sau nhóc con đầy nhà. Vui quá ôi tình ta, hạnh phúc
trôi, mới 10 năm trôi qua biển thanh thản. Bầy nhóc lao nhao sớm hôm chồng con, em gầy như cọng rơm. Không sao, túi này còn đẻ được. Giờ tí canh ba nhớ ngày vui nào, nửa đêm anh dậy anh thấy em nằm thao thức là gì sao? Sao nha bà xã? Giờ tí canh ba anh lại vắng nhà, bên gối trong đèn đơn chiếc một mình em thương chồng đi làm đêm. Giờ tí canh ba. Ôi, vô đây bà. Tụi nhỏ nó chưa có ngủ mà. Kệ đi, chút xíu tụi nhanh đi mà. Cái con ở nhà nghe. Trời ơi, anh đi làm nha, ở nhà chăm mấy đứa nhỏ nghe. Ê, 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 trời ơi trời, mới kêu người ta vô chưa có. Đâu giấu cái gì vậy ta? Tôi nghi lắm nè. Phải đi theo mới được. Mấy đứa ơi, đi theo mẹ. Đi. Uống rượu không say, mấy ai tìm uống làm chi? Các chiến hữu. Xin lỗi tới trễ. Phạt. Phải phạt đúng không? Đúng. Đúng rồi, vô trễ là phải phạt. Uống luôn hả? Nóc luôn. Nóc. Đó. Vô 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 vô. Đó. Sướng. Ngon ngon. Ngon ngon ngon. Cái nữa, cái nữa, cái nữa. Ủa bữa này ông chết với tụi tôi. Trời ơi, tôi tới. Đây đây. Tụ tập ở đây chứ ông đầu á. Trốn đầu rồi. Đi ra đây. Ê, 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 tam tam. Đi đâu vậy? Thì đi kiếm chồng tôi chứ đâu. Cái dòng mà sợ vợ là không có chân chung. Đúng rồi. Nè nè nè, anh đừng có nói vậy nha. Anh mà nói vậy dịch mét vợ anh đó. Mét cái trời ơi. Tôi mà sợ vợ là xin lỗi nha. Vợ tôi ở nhà coi 5 đứa con rồi, không lo gì hết, nhậu thoải mái, hiểu không? Cảnh ra tôi nói cho các chiến hữu biết, vợ tôi, vợ là gì? Vợ là miếng cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. Có vợ mình thấy quạnh hiu. Vợ là bà nội anh yêu suốt đời. Vợ là cái gì? Con nguội đó. Đáy nồi hẩm hiu. Mày ơi, không có. Hồi nãy anh nói anh đi đâu? Anh đi làm. Thôi, chị, đi làm sao anh ngồi ở đây? Chị, bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi, 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 mấy anh đi về giùm cái đi, tôi xử ổng. Đi về. Đi về. Về lẹ lên. Ê, ê, các chiến hữu. Ủa nhà tôi mà. Ủa nhà anh hả? Ê, thôi, khóa cửa cẩn thận ơi. Đi lẹ lên. Đi lẹ, chiến hữu, bỏ tôi hả? Ê, ê. Ê, tính đi đâu đó? Vợ hiền yêu dấu. Nó gặp gần rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi nó bồng bềnh, nó bền bồng, sầu muộn sẽ quên được mau chứ. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng can ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Đi về nhà. Cho nó gặp gần, nó bập bềnh, sầu muộn chẳng quên được ta. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Em ơi anh đâu có sai, mãi rồi anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cá dồ. Gặp gần khổ đời tôi, chỉ dài ly nhàng để mà phê rồi đây chứng nào tật nấy. Tôi anh xin chừa cái mà là chưa đủ nồng chỉ dài ly nhàng để mà phê rồi đây chứng nào tật nấy. Tôi anh xin chừa cái mà
Bên này nhà mình bên này mấy đứa ơi. Trời ơi, giống nó tứ mã bên đây. Anh đâu có chê. Xin được cảm ơn các bạn đã gửi đến cho chúng tôi một màn trình diễn cực kỳ dễ thương. Hôm nay phải nói là các thí sinh trong chương trình của mình trổ tài diễn xuất quá trời luôn. Mà ta nói thấy Sơn em té hai lần mà chị cứ giật mình không đó em. Té giống như té thiệt vậy đó. Em trượt một cái, em té dài một cái ầm. Trời ơi, thấy sợ lắm. Mà chắc có lẽ là ấn tượng hơn nữa là cái màn cuối của em đó. Em nặng quá, vợ năm đứa con, một bà vợ lôi không nổi mà mấy đứa con nó không biết lôi hướng nào. Hoa, em diễn bài Giờ Tí Canh Ba, cái sự bẽn lẽn của em nó dễ thương lắm. Hôm nay Sơn cũng vậy. Nãy bước ra chị tưởng diễn viên minh họa em. Tại vì em chơi cái máy bổ luống á, chị nhìn không có ra. Nói chung là hát và diễn cả hai bài chị thấy đều thích, rất là dễ thương. Nhưng có điều, vợ là gì nói lại coi. Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. Vợ làm ta thấy quạnh hiu, nhờ xoay qua thì vợ là bà nội anh yêu suốt đời. Dễ thương quá. Không có nói cái câu đó gỡ lại là chị sẽ kêu gọi hội đồng đánh em cái câu đó đó nghe chưa. Hả? Bây giờ thì em xin được mời chị Vân Khánh nè. Lâm Ngọc Hoa thì em là chuyên hát về dòng nhạc này rồi thì hát rất là tốt. Cho chị hỏi là lúc nãy chị thấy có một cái chi tiết á, là em nói là hình như 5-6 đứa con phải không? Mà sao cái eo em nhỏ hay vậy, em có bí quyết gì chỉ chị Ly? Thì hồi nãy có nói rồi đó. Bầy nhóc lao nhau sớm hôm chồng con, em gầy như cọng rơm. Không sao, tướng này còn đẻ được. Trời ơi, Vân nghĩ ngồi đây, ủa sao 5-6 đứa con mà cái eo hay quá trời, chị Ly có sao giữ dáng được hay vậy? Với lại cái dáng mỏng mảnh vậy đó, nhưng mà đến hồi mà hét một cái là mấy ông kia cũng sợ. Đúng không? Xách dép đi về hết trơn à. Nói chung là em diễn rất là đạt. Xin cảm ơn những lời nhận xét rất chân tình từ ban giám khảo. Hai. Ủa, cậu ba. Dạ. Mèn đét ơi, có gì rồi đây ha? Dạ, em mới về. Trời đất ơi, rồi mệt không? Lại đây hay quá. Hai mới đi bán về hả? Hai khỏe không? Khỏe. Trời ơi, nói là hộp này bán đắt lắm cưng. Vậy à? Rau của chị chồng á, ai cũng khoái mua hết trơn á. Đặc biệt là rau đắng nha, lúc nào cũng hết sớm. Mèn đét ơi. Má con mới về. Trời ơi, giọng ai mà săn sản với ông cậu đẹp trai của tôi quá vậy? Ủa, cậu bay lúc nào không đẹp? Ở đây rồi, phải không? Đây. Nhổ mấy cọng tóc ngứa đằng sau nghe không? Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hà buồn. Cõi khói đốt nhồng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn thiếu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chưa. Bà già miếng chưa đường mòn xưa, dài nắng dầm ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Rau đắng đúng không? Chờ chị chút. Xin được làm mây mà bay khắp nơi gian hồ ghé chốn quê xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dặn dịu đưa điểm ca dao trái bên hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu trường. Bà già miếng dừa đường mòn xưa, dài nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng. Thôi, khỏi thèm có đây nè.
mới nhắc là có liền vậy đó. Trời ơi, rau đắng nó tươi gì đâu á. Trước khi nấu ăn thì cho em gửi này. Vụ gì? Đây, gửi cho hai nha. Bớt đi bán lại, ở nhà giữ gìn sức khỏe già cả rồi. Con mơ ha, may thêm áo dài dây dạy cho đẹp cho con. Trời ơi, chưa Tết mà đã lì xì rồi. Chị hai hả? Vô lấy giấy tờ nhà đất cho em mượn. Sao? Cậu mượn của má con á. Cậu có trả không? Nói ngộ vậy chị hai. Cậu bay á, nổi tiếng là người uy tín nha. Tao mượn là tao trả. Cậu ơi, vô lấy đi. Má con không còn với cậu đâu. Không còn là sao? Mà nó đúng rồi đó. Nó đúng là sao? Hay là hai không có tin tưởng tôi? Tôi thiếu nợ, thiếu nần. Tôi nói ngọt ngào với hai, hai không cho tôi mượn. Hai có coi tôi là em của hai không? Hai á, ích kỷ lắm. Cậu không được nói má con như vậy. Chứ nha. Sao? Nói sao? Mơ, ra sao lấy giấy tờ cho má. Má ơi, nhanh. Lấy sớm gì cậu khỏe không? Đừng có lo, tiền lời á em sẽ gửi cho hai hàng tháng, cao hơn ngân hàng gấp đôi. Yên tâm, ở nhà buôn bán lấy tiền lời mà sống ha. Không ai cần tiền lời của cậu đâu. Đưa đây, đưa đây cho em. Cái gì đây? Giấy cầm nhà, bán đất. Nó nói thiệt hả hai? Hả? Cầm nhà bán đất là sao vậy hai? Hai nên nhớ cái nhà này là nhà thờ cha thờ mẹ. Hai không tự quyền quyết định được. Hôm nay tụi mới biết hai đó. Hai không ngờ. Hai bất hiếu lắm. Cậu mới là người bất hiếu. Mơ, cậu còn nhớ mấy năm trước không? Cái lúc mà vợ cậu sinh khó đứa con đầu lòng đó, cậu phải chạy dạy hết bệnh viện này tới bệnh viện khác tìm chỗ tốt nhất để mà giữ mạng sống cả mẹ lẫn con đó, cậu nhớ không? Cậu gọi gì cho chị? Mượn số tiền. Tiền đâu mà chị có? Chị mới chạy dạy, chị nhờ nó người ta bán, nó tháo bán đồ cái mảnh đất sau nhà mình, gửi tiền cho cậu. Để cái gì đâu, mấy năm sau cái buổi sáng đó, cái mới vừa gánh rau ra chợ, cậu gọi con Mơ, cậu nói Mơ ơi cứu cậu, gửi tiền lên cho cậu gấp. Không có tiền là người ta chạy lại, người ta tiếc nhà, người ta đưa cậu vô tù, bỏ tù cậu. Cậu ơi, chị là chị của cậu mà làm sao mà chị có thể chịu nổi em mình như vậy? Chị chạy dạy khắp nơi hết. Chị đi từng đầu làng cho tới cuối xóm, chị xin xỏ, chị lại lục từng người cho tôi mượn tiền. Mà trời ơi, cái số tiền lớn như vậy mà gấp gáp như vậy, ai cho mình mượn hả cậu? Nhưng cũng may, mai là bác Tám hàng xóm cho chị cầm cố cái ngôi nhà tự này, bao nhiêu tiền chị lại gửi hết lên cho cậu. Cậu ơi, chị xin lỗi cậu, bây giờ chị không còn cái gì chị cho cậu mượn hết. Nhưng mà chị có, đúng rồi, chị có đi nè, tiền bán rau cậu cầm đi nè, tiền cậu thật, cậu cầm đi, cậu đem về trả. Nó nói với lại mợ, xoay sở được đồng nào hay đồng đó xong rồi chị gán trồng rau, chị gán đi ra chợ bán để đem tiền gửi cho cậu. Rồi chị sẽ cố gắng, chị chuộc lại ngôi nhà này, nợ chị sẽ trả hết, chị chuộc lại nhà, chị trả hết được đó cậu ơi, chị trả mà. Nợ tiền, nợ bạc có thể trả, nợ ơn nợ nghĩa của hai làm sao em trả hết hả hai? Không có. Nhớ hồi nhỏ ba mẹ mất sớm quá hai, hai tần tảo buôn bán nuôi em khôn lớn thành người như vậy này, mấy chuyện gì em cũng nghĩ sai cho hai hết á. Em tệ lắm phải không hai? Em không phải là con người mà. Chị không trách cậu đâu, chị không trách cậu đâu, yeah. Không trách, không sao đâu, không sao đâu, yeah. Chán, chán làm ăn, đừng làm điều gì có lỗi với mảnh đất này nữa nghe không cậu? Hai yên tâm đi, em hứa không có làm gì có lỗi với hai, không có làm gì có lỗi với mảnh đất của mình nữa hai.
xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ. Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương, xin được làm gió dắt dìu đưa điệu ca dài bên hiên sao ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong trời những ngày đầu chưa bà da miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Xin nắng để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng. Xin được cảm ơn một phần trình diễn đầy cảm động của Hùng Thanh, Hồng Mơ và phần trợ giúp của nghệ sĩ Hồng Trang. Cho Hồng lên đừng ôm Hồng Trang. Tại sao có thể có một con người dễ sợ như vậy được rồi? Em sợ. Cảm ơn. Hưng chỉ có thể nói cái phần của Hưng như thế này nè. Nếu đây là một tác phẩm để dự thi thì trong đó có những hạng mục âm nhạc, âm thanh, kịch bản, diễn viên, tất cả đều đoạt giải xuất sắc nhất của một liên hoan phim lớn nhất trong trái tim của khán giả. Với anh, đây là kịch bản xuất sắc nhất trong suốt hai mấy năm qua. Rồi những bức tường sau các bạn sẽ dựng cái gì lên, Hưng chưa biết được, Hưng cũng đang trông chờ xem. Và rất rất mong một lần nữa trong những ngày tháng còn ngồi ở vị trí này được nhìn thấy Hồng Trang xuất hiện trở lại một lần nữa. Cảm ơn. Tôi xin được khẳng định luôn, bắt đầu từ ngày hôm nay giờ phút này trở đi, tôi có một thần tượng mới nữa là Hồng Trang. Cảm ơn. Dạ, em xin mời chia tôi cũng đi. Cái cảm xúc nó đẩy người xem lên tới cực độ ở những cái câu thoại và cả cái cách diễn của mình. Thực sự hôm nay khen Hùng Thanh rất nhiều. Mình có cảm giác là Thanh đã nhập vào cái nhân vật, cho nên trong cái giọng Thanh nó rung mà không phải là rung để tập, mà giống như đang giận dữ thật sự. Nó bị liệu cái giọng lại luôn. Cao trào đẩy lên cam sắc, nó làm cho một cái sắc giận dữ. Thì cái lúc đó Thanh làm khá là tốt. Cho tôi nói một câu đi. Mà nói đi. Trời, nó hay quá à. Thiệt á, tại Mơ em cũng vô cái vai nó vừa phải lắm luôn, nó không bị lên gân, không bị một cái gì hết trơn, đúng nghĩa một đứa cháu gái luôn. Lý nghĩ chắc một phần là cái người bạn diễn của mình nó quan trọng lắm, nó sẽ đẩy mình, nếu mình bắt được cái nhịp á thì nó sẽ ăn rơ lên và nó nâng cái cảm xúc mình lên, cho nên là Thanh làm rất là tốt. Và khi mà biết được chị Hai như vậy nói mấy câu đầu thì nó chưa có đi vào cái cảm xúc, nhưng mà sau đó ôm chị khóc thì mạch cảm xúc lại trở lại. Sau cái màn diễn này nó phải có một cái câu đi vào nhạc trở lại, mà Ly khao khát Ly nói trời ơi bây giờ là vào cái câu điệp khúc là nó đúng nhất luôn, xin được làm mây mà bay khắp nơi đó, vương trời đó, ghé chốn quê hương đó. Nó nói vào câu đó là bảo đảm nó sẽ đắt giá, chứ đừng có trở lại đoạn A giùm tôi nha, trong lòng thầm vậy. Ai ngờ nó y chang luôn. Bởi vì như nói cái bài, nội dung bài hát, cái lời bài hát và cái kịch mình dàn dựng vào mà nó đi vào, nó đúng, nó hợp tình hợp lý mà nó đúng luôn á, là nó sẽ rất là chạm đến tim người nghe, rất là dễ luôn. Cái câu chuyện này đôi lúc trong cuộc sống á, chúng ta bắt gặp đâu đó, nhưng mà để diễn được một cái kịch bản như hôm nay, dạ, nó quá xúc động đi, làm cho con người ta cảm giác đó là một cái tình người hơn hết. Tất cả ai cũng có thể lỗi lầm, ai cũng có thể làm những điều sai trái, nhưng khi quay về với gia đình của mình, quay về với những tình cảm yêu thương ruột thịt thì
cái nhân văn nó vẫn tồn tại, cái tình người, cái tình thương vẫn chan hòa khắp nơi. Ngày xưa ai là ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao xa. Em chính em ngày xưa đó ước say đời lên tột đỉnh nhân gian. Anh Kỳ Châu à, từ giờ anh đừng có đến đây đàn hát gì nữa. Tôi với anh giai cấp sang hèn, tụi mình không có đến được với nhau đâu. Anh đi đi. Xin lỗi tiểu thơ, từ nay tôi sẽ không làm phiền tiểu thơ nữa. Tiểu thư.
chung. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn. Anh Kỳ Châu, cho tôi xin lỗi. Xin được cảm ơn phần trình diễn của diễn viên Ngân Bình và nghệ sĩ Thanh Ngọc rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Em đoán chắc thế nào sẽ có một cái tập mà chị sẽ làm như thế này. Và em đoán chắc luôn là và cuối cùng lại rơi vào cái tập này. Vâng, cái cách mà dùng các nhân vật để thế cho nhau đó, rất là hợp lý, rất dễ thương và cảm động. Hình ảnh của cô tiểu thư ngồi ở ghế đá, cuộc đời này không ai nói trước được chuyện gì hết. Hôm nay chúng ta có thể như này, nhưng ngày mai sẽ là thế khác. Cho nên đừng vội vã, chê cười hay phê phán hoặc lên án bất kỳ một ai. Tới một ngày nào đó, tới phiên mình cũng sẽ nhận cái bản án của cuộc đời nếu như cái số phận mình sẽ đón nhận như vậy. Cho nên là khoan vội chê cười một ai. Và cái câu thoại và những cái sự mà ra đi diễn xuất gần như là tuyệt vời. Ngày hôm nay tất cả các tiết mục đều dành cho những giám khảo một cái sự mà bàng hoàng, một những cuộc chơi rất là lớn. Thực sự là chúc mừng tiết mục của hai chị. Cảm ơn em. Em xin được mời chị Vân Khánh ạ. Trước hết em chào chị Thanh Ngọc, chào chị Ngân Quỳnh. Xin chia sẻ một chút xíu là trước đây hai chị em cũng có một thời gian gắn bó nhau tại Huế. Tại hồi xưa là quý vị biết không, chị Ngân Quỳnh hồi xưa là hát cải lương. Vân Khánh biết đến chị Ngân Quỳnh là hát cải lương, nhưng mà theo chồng, chồng là Huế, cho nên là về Huế làm dâu. Dạ, thời gian ở Huế thì chị là Ngân Quỳnh là chuyển qua hát nhạc trẻ và hát ở các phòng trà hát nhạc trẻ. Chị Ngân Quỳnh còn bước qua lĩnh vực diễn viên cũng rất là thành công nữa luôn á. Và hôm nay thì lại biến quá tài tình nữa với là dòng nhạc bolero. Quá, chị quá xuất sắc luôn á. Trời ơi, chị biến quá đa dạng luôn á. Em quá rất là kính trọng và nể phục chị. Cẩm Ly có nói Hương là theo Hương thì sao? Ngày hôm nay Ly thấy chị Quỳnh hát đã gần giọng hơn, ấm hơn và dày hơn, ra cái vẻ đàn ông hơn, men lần đó một sự thay đổi rất đáng để mà khích lệ. Tại vì là nếu mà hát mượt mà thì chị Ngân Quỳnh đã làm được chuyện đó. Nhưng cái giọng nó dày hơn, nó men hơn và cho thấy nó hợp với cái hình ảnh của chị hơn, là một sự tính toán cũng thông minh. Xin được cảm ơn. Trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mơ. Chiều yên nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng, Trung. Mày đi đâu mày mặc đồ đẹp quá vậy Trung? Trời ơi, mày không biết vụ gì hả? Vụ gì? Bữa nay đám cưới con My, nó mời tao qua làm MC. Ủa, mà nó có mời mày không vậy? Có. My có gửi thiệp mời mời tao nè. Rồi có đi không? Tao không biết nên đi hay không nữa. Dù sao ngày xưa mày với nó cũng yêu nhau mà bây giờ nó lấy chồng thì mày cũng phải tới mày chúc mừng cho nó chứ.
Tao nên tới không? Mày tới nha, mày tới mà mày còn hát tặng nó một bài nữa. Tao hát luôn hả? Ừ, vợ người ta. Thôi, bài đó tao không có thích. Chứ thích bài gì? Đắp mộ cuộc tình. Ông nội ơi, tao về tao thay đồ cái tao đi qua liền nha. Ừ, nha. Ừ. Hey! Kính thưa quý vị, hôm nay gia đình chúng tôi rất vui được đón tiếp quý vị đến với lễ thành hôn của con cháu chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên sân khấu và cùng chào đón cô dâu và chú rể. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Xin được cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, em là bà Mai, là người đã xe duyên kết nối cho hai người này đến với nhau đó quý vị. Quý vị biết không, ông ta là một chú rể thương gia giàu có nhất hiện nay đó. Anh chỉ bị điên cô chút xíu xíu thôi, đó là căn bệnh tai biến. Nhưng nói với em, tai xanh tai biến thì không cần biết, miễn trên tay có cầm tiền là ok rồi đúng không quý vị? Chúc quý vị cho chúng ta có một buổi tối thật ngon miệng. Ớ là ra. Thôi đi ba ơi. Thôi hôm nay cũng là ngày vui à, bây giờ con cũng xin gửi đến cho ba mẹ và ông bà ngoại và gia đình và các quý quan khách ở đây một bài hát mà rất là mang nhiều kỷ niệm. Bài hát có tựa đề Hương Tóc Mã Non. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều. Nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng nhớ buồn mất giang xưa tan theo giấc mộng. Bước sang sông đang mùa lúa đổ đồng đồng. Trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn. Tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta cùng đến với sự trình diễn của Hà My và Dũng Nhí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và em mời anh Hưng. Lúc đầu Hưng ghi ở đây nhiều thứ lắm. Có những cái Hưng định, Hưng nói để muốn cho tiết mục nó còn xuất sắc hơn nữa. Cho tới khi
mà anh Dũng bước vào phần thoại, xong rồi một giọng hát từ trong cánh gà cất lên. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Xóa hết tất cả những gì mà anh đã nói, rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh. Em thích anh Dũng ở chỗ là cái chất giọng anh Dũng rất là đời và nó tình cảm, nó mộc lắm. Mà anh dùng cái phương pháp là anh hát rất là nhẹ, giống như nói. Yeah. Đó, cái đó mới là chết chứ anh hát bình thường. Anh hát không lâu ai muốn qua thăm em, em nó sẽ trôi tuột. Nhưng mà anh hát giống như anh nói, nhưng mà nó thì thầm. Yeah. Cái đau của cái người mà người yêu mình đi lấy chồng, nó nhẹ nhàng rồi anh đi cái tướng của anh đi ra nữa. Thiệt tình là lúc đó em cũng như Hưng, em nhìn qua hai người hơi mới có một sự khựng lại luôn. Thì cái đầm, cái trầm của anh, cái nhẹ, cái êm của anh, nó vừa mới ngưng, bỗng Đông Mi bật vào cái đoạn điệp khúc, một cái sự mà lòng chợt buông mến mà trời ơi, xong nó cháy ở trong đấy, nó tương phản, nó lại tạo cho mình một cảm giác ly lại nổi lần thứ hai. Còn một chỗ nữa phải gọi là siêu, là khống chế được cảm xúc nhưng vẫn diễn được trong giọng hát của mình. Là rải từng chữ cuối mà nghẹn ngào, nó giả vờ như là không tới nốt nhưng thực sự là tới hết. Giả bỏ được cái cảm xúc đó rất là khó làm nha. Kinh khủng là chỗ đó, đó điểm 10 nằm ở cái chỗ đó đó. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh còn yêu em được.
xanh ngực nở. Em còn yêu anh, lòng tim dạn vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm. Rồi thì tóc dù anh còn yêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Thì em đã dựng lên một câu chuyện rất là nên thơ, nhẹ nhàng, sạch sẽ và nó không có cái bi lụy nào hết. Theo anh, đây là một tiết mục khá an toàn để có thể đi tiếp ở vòng trong. Chúc mừng các em. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Dạ, em xin mời chị Vân Khánh nè. Đây là người vợ đã khuất đúng không? Cho nên là cũng muốn xác định lại một lần nữa để là thế này. Khánh vẫn thích nếu mà khi mình dặn dựng á, cái lúc mà người chồng ngồi nhìn cái bức hình của người vợ, người bức tranh á, thì khi đó người vợ vẫn đứng đi lặng lẽ tới sau lưng người chồng ha, đúng không? Và mặc dù là hai thế giới cách biệt, không thể chạm vào nhau, nhưng Khánh Đức vẫn thích rằng nếu lúc đó các bạn diễn rằng là người thương của mình đang ở gần mình, rất là gần mình, mặc dù ngồi ngắm cái bức tranh đó, nhưng cảm giác cái người thương, người vợ của mình mà mình hằng đêm mong nhớ đó vẫn đâu đây vẫn. Tức là mình Khánh vẫn thích nếu mà các bạn xử lý cái tình huống đó thì nó sẽ tình cảm hơn rất là nhiều. Hey. Chị hiểu ý của chị Khánh, nhưng ở đây chị thích hai đứa ngoài giọng hát ra, chị thích hai đứa giữ cái mạch cảm xúc của nhân vật liên tục cả xuyên bài luôn. Tức là em diễn là không biết, tại vì người vợ là một cái hồn thì đi theo dõi theo những cái kỷ niệm, còn em thì là cứ thế này rồi qua tới kia, thế nắm tròn cái nhân vật đó, không sai tiếng nào đó. Chúc mừng tới một hai đứa. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị. Mình nghỉ một tí tiểu thư nhé. Trời ơi, nó ơi, thằng ngu này, nó ơi, mày bỏ ra, mày bỏ ra. Ông Lý trưởng đâu? Đứa nào? Thầy. Đứa nào dám léo nhéo tên trước cửa nhà ông? Láo. Lý trưởng à. Là con gái của ông với cái thằng ngu nhà tôi, nó lang loạn, nó thằng tiểu với nhau. Hốt. Con. Thân con là lá ngọc cành vàng. Số phận của con được sắp đặt phải lấy con trai của ông Lý trưởng. Con phải biết giữ mình chứ con. Thầy, con không lấy đâu. Không lấy cứ phải lấy. Con xin thầy mà, con yêu đâu mà con lấy. Không yêu phải lấy. Không lấy đâu thầy. Ông nên nhớ rằng ông là người giàu có của cái làng này. Dạ. Nhưng mà quyền hành trong làng này thì Lý Ngôi giận ạ. Lo mà dạy bảo con đi. Dạ vâng ạ. Con đi về kia. Đi về theo thầy. Máu lên. Ui. Ừ.
chờ em quanh ngõ vườn. Cô bé mi miều cười run run bờ vai, tay ôm chặt vành môi. Chiếc tàu mò nhỏ bé anh ra người phụ xe hỏi đi đâu bé. Em ở cuối thôn, mơ câu anh lại kêu làm vui cô gái nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông trôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mô còn ra chơi, giờ em đi lấy chồng. Mấy áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông, mơ câu anh một bóng buồn nghe sao thân lòng. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mình. Còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ dòng cô khách nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ ngay tìm đâu, nghe tan tác bề sâu. Kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mò, em say tiếng cười vui với người. Bỏ mặc phu lẻ loi ôm mơ câu cần cuối, tình bay xa cuối trời. Nó đâu? Chết ông Lý. Thằng Nó đâu nhỉ? Nó đâu? Dạ Nó đây ạ, Nó đây ạ. Đây, đây là lá thư ông viết cho quan huyện. Con lên đưa cho quan huyện và nói rõ rằng ông sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con và tiểu thư con ông bá hộ. Dạ vâng ạ. Mày là cái thằng nô thì mày biết cái gì? Mày tưởng tao tha thiết làm thông gia với cái lão phú hộ ấy à? Tao không quan tâm gì tới lão đấy, mà cái tao quan tâm là tài sản của lão. Lão chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi. Con trai của ta mà lấy con gái lão thì đương nhiên tài sản của lão sẽ thuộc về thay ta. Ông bá hộ, vì tôi đã nghe được một ít tâm tư tình cảm của ông dành cho tôi và con gái tôi, nên tôi xin mạo phép được hủy giao ước. Nè, kìa, sao lại thế? Chắc ông quên. Chứ ông nên nhớ rằng ruộng vườn đất đai nhà cửa của ông tất cả là nằm trong tay tôi. Làm gì mà thích là hủy được như thế hả ông? Đúng, đúng là ruộng đồng đất đai nhà cửa của tôi nằm trong tay ông. Nhưng không ruộng đồng đất đai nhà cửa nào hạnh phúc bằng hạnh phúc của con gái tôi. Ông nói cái gì? Tôi xin phép được hủy giao ước thưa ông Lý. Kìa ông bá hộ, ông bá hộ, ông bá hộ.
hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mõ cầu chờ dòng cô khách nghèo. Này đã hết rồi tuổi thơ ngây tìm đâu nghe tan tác về sâu kỷ niệm xưa hơn rồi anh lối mòn chờ mò thì em say tiếng xin được cảm ơn Mai Trần Lâm, Kim Chi, diễn viên Lương Thắng và diễn viên Nguyễn Trung rất nhiều. Xin được cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Trước hết thì nói về cái giọng hát đi ha. Thì Trần Lâm, chị thấy cái em có cái chất giọng rất là hay, rất là ngọt. Nhưng mà tiếc là em hát cứ bị trôi trôi qua. Chị nghe chị chưa có cảm nhận được nhiều cái tình cảm mà em đặt trong cái bài hát. Và còn nói về cái phần kịch bản á, chị thấy nó hơi gượng. Tức là nó làm cho cái cảm xúc nó bị đứt đi. Dạ, em xin mời anh luật sư. Bị cáo được quyền nói trước. Lâm phát biểu ý kiến của em trước đi. Dạ, đây là một bài hát rất hay. Khi mà vào vai cái người phu thì em nghĩ là em sẽ diễn tốt thôi. Bởi vì mình cũng là nông dân ạ. Học lớp 7 là đã biết đi bừa, lớp 9 thì biết đi cày rồi. Tức là nhìn mặt mình cũng khổ khổ, chắc là hợp. Trước giờ là hai đứa chỉ đứng hát thôi, mà đứng hát thậm chí diễn còn chưa được trong câu hát đối với một bài hát chậm, chứ anh chưa nói tới cái việc mà diễn xuất. Thì đây coi như là một cái bước đệm lần đầu tiên các em được diễn. Cái kịch bản này khó làm lắm, và hai cái diễn viên kia họ diễn rất là tinh quái và rất là xuất sắc. Hay chứ, dạ. Và có những cái họ ngẫu hứng mà thông cảm cho Lâm với Chi, hễ mà bên kia ngẫu hứng là hai bên này chết đứng. Là tôi không biết sẽ làm gì tiếp. Hiểu luôn. Cái đó thực sự là phải binh Lâm với Chi. Tại vì hôm nay là một cái sự mà vượt bậc diễn và thoại được như thế là tốt so với là gọi là nguyên bản đó. Xin được cảm ơn những lời góp ý chân thành của ban giám khảo dành tặng cho hai bạn. Gọi em không bắt máy, không một tin nhắn từ tối qua, không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đang ngồi bên người khác trong một vòng tay ấm áp. Trong ảo giác từng hơn ghen như bùng cháy lên, bởi vì anh ghen mà, bởi vì anh yêu thôi mà lại đang ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em ghen mà là đang yêu tôi mà lại đang ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em. Dòng tin nhắn chợt lướt qua, em ở đâu đang ngủ chưa hay vẫn thức hay bây giờ đây anh đến nhà. Có lẽ anh lo không cần thiết, chắc điều đấy anh cũng biết. Bởi vì anh
em làm gì trong nhà vậy? Em làm gì trong đây? Tại sao anh gọi điện thoại nãy giờ em không bắt máy? Thì em đang ngủ chứ đang làm gì? Ngủ hả? Ai làm chứng với em đang ngủ? Em nói nghe coi, hay là em đang đi đâu đó chơi? Em đi chơi cho đã rồi anh gọi cái em lật đật em chạy về nhà đúng không? Anh coi đồng hồ giùm em, giờ này là 3 giờ sáng rồi. 3 giờ sáng bắt máy vậy anh gọi không bắt máy? Em biết anh yêu em đúng không? Chứ nói mỗi lần anh gọi em không bắt máy, em biết trong đầu anh có cả ngàn cả tỷ cái suy nghĩ, nó đau khổ, nó khó chịu và nó muốn biết em đang làm gì, em biết không? Tự nhiên anh làm gì anh khó chịu với em khó vậy? Khó chịu là do thái độ của em. Em làm cái gì không bắt máy? Điện thoại để chơi hả? Anh đang rất là nóng. Khi nào anh bớt giận em sẽ nói chuyện với anh. Đứng lại. Em không nói chuyện với anh. Đứng lại. Em không nói chuyện với anh nữa. Lại định cái trò đi về nhà mẹ em hả? Em về nhà má hay là về nhà thằng khác? Từ ngày hôm nay tôi cấm không cho cô đi về nhà má, cô nói chưa? Anh dám hả? Dám hả? Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Anh nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại anh ơi? Có gì mà đành giản dối? Anh không hề trách tội em đâu. Không vẹn dẻo nếu làm chi, em cũng như anh sướng vui được gì, chẳng thà đường tình đôi nơi. Em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bằng làm chi mối duyên hơn. Đứng lại! Quay lại đây! Anh muốn gì nữa? Anh biết lỗi của anh mà. Sao lần nào anh cũng chạy với anh Linh? Anh quen rồi. À, không. Bởi vậy anh quen cho nên anh coi hai cái đầu gối của anh nó chai hết rồi đó. Cho anh một cơ hội được không em? Tại anh yêu em quá cho nên anh bị ghen. Anh ghen quá nên anh mù quáng đúng không? Khoan. Ê, bây, anh quyện đau. Anh phải hứa với em là từ bây giờ anh không có ghen bậy bạ vậy nữa được chưa? Em, đàn ông không biết hứa. Vậy thôi nha. À, không có, anh thề. I swear. Xin đừng lùi quý vị, và đó là Hà Linh và Lê Chinh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Lấy cái bài đang hot trên mạng mà hát rần rần chịu sao nổi, mấy khán giả đây đâu có chịu nổi đâu. 2 giờ sáng gì trời quá trời. Nhưng mà em thích Linh hát bài đó dễ sợ luôn. Hâm mộ Linh trong bài Ghen này. Bài đó hay lắm. Là một sắc thái khác. Chuyển qua cái bài Thà Trắng Thà Đen, nó mềm mại và nó đi vào đúng trong cái câu chuyện. Ta anh thả nhiều miếng hấp dẫn quá trời luôn à. Anh lầm hùm mầm hổ cuối cùng anh hèn dễ sợ. Dạ. Em khoái cái lúc mà hét của anh á. Dạ em xin mời chị Vân Cánh ạ. Cái tiết mục trước nó đang rất là buồn, toàn là bi không à. Thì từ những cái bài này trời ơi sôi động ghê, mọi người ban giám khảo Khánh cũng nhún nhảy theo luôn á. Thì nó mang một cái màu sắc cái hơi thở mới. Anh Linh Khánh chỉ từ lâu nay cũng nghe thấy anh coi anh diễn thôi, hôm nay thấy anh hát hay quá trời luôn á. Dạ, còn lại thì bạn Chinh giọng quá hay luôn á. Hát bolero mà giọng nó sang ha nè. Không phải là giọng kiểu dân ca hát, hoặc là dân giọng trữ tình đâu, mà giọng bài rất là sang. Trẻ hay lắm. Dạ, mà hát bolero rất là ngọt, mà tới cái nốt rất là chính. Thì nói chung là Khánh rất thích. Dạ xin được cảm ơn rất nhiều.
Kính thưa quý vị, và bây giờ Hồ Bội Trung xin được mời 8 cặp đôi của tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng 2017 cùng đến với kết quả đêm nay. Hồ Bội Trung xin được phép mời giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vi sẽ có một vài lời chia sẻ đối với tất cả các thí sinh chúng ta. Hôm nay các bạn chơi lớn quá. Hôm nay chơi nhiều cái mục kịch mà cộng vô bài hát cùng với những bạn diễn kịch lâu năm trong nghề, và tiết mục nào cũng lấy được cái cảm xúc khán giả xem để tìm ở cặp đôi vàng những cái đời thường của họ. Đó là lý do tại sao người ta thích tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Rồi, xin nhường phần công bố lại cho nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Bây giờ Khánh xin công bố tiết mục ấn tượng nhất đêm nay. Xin chúc mừng cho tiết mục Bông Ô Môi của diễn viên Minh Luân và ca sĩ Giang My. Tuy nhiên Từ từ, bình tĩnh. Tuy nhiên, bởi vì hôm nay là có quá nhiều tiết mục xuất sắc, cho nên là ban tổ chức quyết định là chọn thêm một tiết mục nữa, cũng là một tiết mục ấn tượng. Xin chúc mừng tiết mục Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè của MC Hùng Thanh và ca sĩ Hồng Mơ. Và phần thưởng 20 triệu đồng xin được phép chia đều cho hai đội. Xin được cảm ơn rất nhiều. Hãy ra coi, cho nhà coi. Dù qua sẽ cái duyên chiên nè. Ai? Đất ơi, thiệt tình. Trời ơi. Lái cái kiểu gì không biết, trời đất ơi, nó rớt luôn kìa. Trời ơi, xe mới mua mà con làm hư xe con rồi. Trời ơi, con ơi, con chạy cái kiểu gì mà tao muốn ói luôn á. Tao còn muốn ói huống hồ chi cái cửa xe của mày nó không ói. Trời ơi, con thấy rồi, con ngoài trước rồi, nguyên con kiến nè, lỡ cán nó sát sanh sao. Lái xe phải có tâm chứ. Hai ba. Có tâm quá. Trời ơi. Mày làm ơn mày lái quá. Xe giùm cái đi con. Mày lái xe kỹ giùm cái đi con. Kỹ cái gì, con nói cho cô nghe nha. Con á, mới lấy bằng lái á. Trời ơi, lấy bằng lái hồi nào? Lấy đâu rồi? Hồi nào? Tiếng hồ. Trời ơi, mình giao sinh mạng cho nó rồi. Nhưng mà ơi, học xe này lâu rồi. Thầy giáo chạy nhiều lần rồi nha. Bây giờ ngồi yên đi để chạy. Đừng có nói hoài, không tập trung à. Lỡ sát sanh sao? Nói nghe nè. Hả? Nói đi. Nó mệt sức cái dầu nữa. Gì? Sức cái dầu gì tôi nghe hôi quá, nhức đầu quá. Trời đất ơi, tôi sức dầu gió cha mày sức dầu hôi. Cái ý tôi nói bà sức cái dầu cho nó thơm, cho nó sang một chút. Sức cái mùi dầu gì nó hôi rình nè. Cái bà này cười ha. Người ta mệt, người ta đi xe nè, nó chạy cái kiểu này nè. Thì tôi muốn sức dầu gì tôi sức. Mắc gì tới bà mà bà nói. Trời ơi. Cha, cái giọng nói này nghe quen quen ta. Ha, giống như là học sinh cá biệt năm nào vậy ta. Nè, cho hỏi có phải giọng của Hồng Ngọc đó không? À, Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Quỳnh ơi, Quỳnh. Ê, ê. Trời ơi, thôi rồi. Cái gì? Tới trường rồi kìa, xuống đi. Tới trường rồi kìa. Tới rồi. Thôi xuống đi, xuống. Thôi xuống. Mình đi xuống. Trời ơi, bà xuống cái một cái bánh xe nó mềm liền luôn. Rồi đi, xuống rồi. Đi. Quang. Hả? Gì? Trời ơi, tính tiền đi. Quên nữa. Trời ơi, chạy ơi, lần ơi. Cũng lấy tiền nữa hả? Ông lại chạy chùa. Đây, đây, khuyến mãi luôn cái kiến luôn. Này đồ hiệu không? Tôi giống Đào Vĩnh Hưng nha, đồ hiệu tôi mới xài à. Đem cái này về đi mà dán lại. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn con nha con. Dạ rồi, đi nha. Bà Ngọc, tới trường của mình rồi nè bà. Ừ. Biết bao nhiêu năm rồi tôi mới trở lại đây đó bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi, bà có nhớ nhiều kỷ niệm không bà Quỳnh? Nhớ sao không nhớ. Đây nè bà nhìn đi. Bao nhiêu năm rồi trường vẫn còn y nguyên vậy đó. Trời ơi tôi. Bà có nhớ kỷ niệm gì không? Sao không nhớ? Hồi trước kia hai đứa mình thì hay giận nhau hay gây nhau. Nhưng mà từ lúc mà bà thể hiện một cái tình cảm á, tự nhiên tôi thấy tôi thương bà. Tôi bị phạt á, cái bà ra bà xin thầy, mà thầy không cho. Cái bà ngồi đó với tôi luôn, cho hết suốt buổi phạt luôn vậy đó. Tôi cũng nhiều kỷ niệm lắm đó. Bà biết cái gì không? Cái gì? Một lần á, thầy phạt tôi chép một đống bài vậy nè.
Tôi chép đâu có nổi, gần xỉu luôn. Cũng may có bà chép giùm tôi đó. Vậy hăng. Vậy mà không biết nhớ ơn ta. Tây nè, mấy chục năm rồi tính cảm ơn mà mất liên lạc. Giờ sẵn đây nè. Cảm ơn bà nghe. Thương. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Chín mươi ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần vui nhau mất rồi. Buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường dây bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Xa biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình luôn nhớ mãi. Cuồng riêng một mình ai, từng đêm nằm im gối chiếc, nỗi u hoài nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Dạ con. Con vừa chạy ngang qua đứng nghe hai cô hát hay quá, về bỏ nghề chạy xe lam luôn, làm ca sĩ. Dạ xin được cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Hai giọng ca của hai em nữ alto, nữ trầm,
mà chọn giọng giống nhau ghê đó. Chứ nếu mà người nào cao hơn sẽ chết quớt nha. Anh biết sao không? Đây là hai chị em ruột. Wow. Em không bất ngờ cho anh nữa nè. Còn hai người nổi tiếng nữa. À hả? Chị Thanh Hằng và cô Thanh Ngân. Hèn chi cái âm giọng giống nhau lắm nha. Rất là hay. Nghe rất là đầy xúc cảm. Đúng cái chất giọng của Bolero luôn đó. Chúc mừng hai em nha. Ban nhạc cũng rất là tuyệt vời. Chơi một cái bản phối rất là lạ, rất là hoàn hảo. Thiên đoán luôn. Cái kịch này là chị Quỳnh viết. Cái nguyên cái thần thoại của chị rất là duyên dáng. Và nó hợp lý. Và nó dẫn dắt cái người nghe vào câu chuyện nó rất là ngọt ngào. Riêng với chị Thanh Ngọc, cái phần bỏ nhỏ lại một lần nữa làm cho em rất là cảm phục. Tập rất là nhiều đó, mới có được cái kiểu bỏ nhỏ nó dài và nó làm cho người ta nuôi cảm xúc, nó kéo dài như vậy đó. Rất là hay. Nếu Hưng có điểm 10 ngày lúc này Hưng tặng liền cho cả ba người. Chị Ngọc không có quen với sân khấu nhiều, cho nên là chị Quỳnh vẫn diễn, nhưng em biết mấy lần chị nhắc, nhưng mà chị Ngọc không có để ý là cái slam nó đang đi, cho nên nó rung lắc vô cùng. Là chị Quỳnh cứ vậy nè, mà chị Ngọc thì chị tỉnh queo, chị đứng thẳng thân à. Xong rồi chị Quỳnh chỉ khều mấy lần, chị nhắc nhở. Đây, cho Hưng được bào chữa nhé, tại vì chị Ngọc nặng hơn. Đúng không? Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ, tại vì chị Ngọc ít có gọi là cái trải nghiệm ở trên sân khấu nhiều như chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì là số 1 rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp song ca, ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn và ca sĩ Lâm Ngọc Hoa. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỷ vật của họ là gì nha. Cái này nha, công tâm mà nói nha, là đoán đường nào cũng sai. Thôi vậy hả? Chiếc khăn theo mẹ may cho em. Đó, chiếc khăn tay. Trên cành cây mẹ theo con chim. Chưa có con chim nào trên cành cây này hả? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của Hoàng Ngọc Sơn và Lâm Ngọc Hoa. Chúng ta sẽ biết được bài hát này tên gì nha. Wow. Trời ơi, đừng giỡn anh nữa bà. Đi trễ có mấy phút làm gì giận dữ vậy? Trễ gì có mấy phút, anh đi đâu mà trễ? Tại vì mưa gió bão bụng rồi sao anh đi được. Giận luôn. Giờ giận hoài đúng không? Được rồi. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa màu, dần hơn chỉ nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hừng hờ. Ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thương ngồi, với em anh ước hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh gió quạt đêm mùa lùa tay thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, một người quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờ. Ai ơi, năng nỉ chút xíu hết giận đúng không? Hết giận rồi đúng không? Không hết, tao hết giận rồi, làm hết hồn, giận nữa. Trời ơi trời, giận hoài quá.
ngọn đèn mùa lùa tay thì biếu lên tóc mềm giận hơn hai hôm dài như một tháng biết anh đôi ba bữa bằng năm trường một người quay đi một người ghé non nắm tay hè giận hè thường để trong giấc mơ thôi chập chờn quay đi một người ghé non nắm tay hề giận hề thường để trong giấc mơ thôi chập chờn. Đừng giận anh nữa nghe, lần này thôi nữa đó nha. Biết rồi, xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng ca của Hoa đó, người ta đã làm một cái giọng nó đẹp sẵn rồi, không phải gần, không phải làm bất cứ một cái điều gì hết. Người miền Nam phải không? Con người miền Nam đúng không? Dạ đúng ạ. Ở quê, quê ở đâu nói cho mọi đại dân biết. Dạ quê em ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng rồi. À wow, rất là trong và giọng rất là liêu trai, nghe dễ chịu lắm. À, về Hoàng Ngọc Sơn thì chàng trai này cất giọng lên một cái nghe mà âm trầm. Âm trầm mà ấm, rất là ngọt ngào, hát rất là hay. Chúc mừng hai em nhé. Ở vòng sau nữa, anh khuyên hai đứa nên chọn những bài tiết tấu nhanh một chút, vì tụi em diễn được, tạo không khí và có miếng, có chiêu trò để làm. Bây giờ thử tình cũng thế rồi. Nhưng bây giờ nếu mà mình thi vô những vòng trong nữa thì mình mới có hát. Nhưng mà nhạc sung, nhạc sung thì bây giờ em biết nhảy không? Trời, em nhảy thì được mà biết khán giả coi được hay không thôi. Bây giờ làm thử luôn có được không? Hôm nay đến đây có một vị giám khảo khách mời đúng không? Lên đây dạy nhảy với Ngọc Sơn luôn nè. Xin mời anh ba lên đây dạy nhảy nè. Đó, cái này mới ghê nè. Michael xuất sinh nè nha. Michael. Quay, 1 1 2 3 3 Quay Áo cái này con quay. Hay quá. Chiêu này mới nè, chiêu này mới. Chiêu này lạ nè đó. Hey. Oh. Woo. Go. Woo. Quay chào. Woo. Hay quá. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem nha. Xin mời quý vị. Một chú cá vàng. Cá vàng thì dính tới bài gì ta? Cá này kỳ quá à. Văn câu, câu cá, chuyện tình cá mình ơi, cá. Cá ơi, cá, mày vào đây đi. Tắm cá không? Cá bóng không? Bấm 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 bàn hả? Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của đôi song ca, ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Ủa, em. Trời, cái gì vậy mình? Trời, giờ này đi đâu vậy? Em đi công chuyện. Trời ơi, công chuyện gì ở nhà? Đăng đăng đê đê biết bao nhiêu công việc mà em nói vậy? Thì hồi nãy em ghi giấy em đưa cho mình rồi mình quên à. Ủa, có ghi giấy nè. Trời này vé xe nè, lát quên nó chết nữa. Cái gì? Giặt đồ, lau nhà, rửa chén, nấu cơm. Trời, sao nhiều quá vậy em? Cái gì mình lung chuyện hết cho hết trội vậy nè. Cái nhà có 2 mét vuông mà mình lau không được, mình làm không được nữa thì sao mình? Ừ, sáng nay nhà mình quy hoạch mà lớn quá vậy. Còn cho con bú nữa nè. Hả? Tụi con bú nè. Chứ sao? Em đàn ông mà em kêu làm mấy cái gì vậy? Ủa? Ngộ đời chưa? Mình đàn ông, em là phụ nữ em còn làm được, không lẽ mấy cái việc nhỏ nhỏ mình làm không được? Đúng đúng, cái chuyện này là phải làm được, đàn ông phải làm được. Nhưng em phải nhớ điều là đàn ông mà. Nam chi chi chi. Trời ơi, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng bắt anh lâu nhà là sao? Thôi không có nói nữa, em phải đi liền. Kể công chuyện của em rồi. Không có được, nhưng mà nãy giờ em chưa có nói làm đi đâu hết là sao?
muốn thắc mắc, anh muốn hỏi, em đi đâu em phải trả lời cho anh chứ. Sao bữa nay mình hỏi em nhiều quá vậy? Anh hỏi em trả lời là anh không có hỏi nữa, em hiểu không? Anh hỏi em hôm nay đi đâu? Hỏi nữa, em nói rằng em đi văn câu. Trời đất ơi, đi văn câu hả? Em đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào, chống ào ào. Nhanh lắm. Anh hỏi em sao đi văn câu? Cái đó diễn của đàn ông mà. Thì em chống xuồng em đi văn câu, chứ không lẽ em lội sông? Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Anh mát lắm đó mình à. Mê lắm. Cắn câu bảy đuôi gọi nhau. Nửa đêm văn câu, em ước lên thấy muôn gì sao. Mưa không đủ che nắng mưa, anh dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo, sông nước lên, em sẽ quay về mau mình yên lắm. Anh hỏi em văn câu ra sao? Em câu văn con cá nào ăn? Con cá ham hồi, con cá rồi đời. Thì cá nó rồi đời chứ sao? Anh nói em văn câu vui không? Cái này được nè. Em nói rằng em vui sao mà không mà. Em vui sao không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Vui quá à, ở nhà với anh đi. Ê, ý, con khóc mình hả? Ơi, con khóc. Trời ơi con ơi, sao con khóc đúng chỗ đúng lúc quá. Ủa đâu có nghe tiếng con khóc đâu. Ủa? Trời đất ơi, vợ mới đây đâu rồi? Chết rồi, phải dặn cái gì quên rồi. Trời ơi, để coi coi cái gì mà dặn. Đồ nấu nhà, nấu cơm rửa chén không ổn rồi. Để con nhớ cái gì ta. Chết rồi. Anh hồi em hôm nay đi đâu hả? Thì em nói rằng em đi dân. Em đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào, chống ào ào. Anh hỏi em sao đi văn câu? Trời đất ơi, thì em chống xuồng em đi văn câu. Trời tôi thèm quá trời. Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Cái này mình biết mà mình. Trời thành gió mát, cá cắn câu, quẩy đuôi, nó gọi nhau nữa chứ. Nửa đêm văn câu, em ngước lên thấy muôn gì sao. Đẹp thừa không đủ che nắng mưa, anh dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo, sông nước lên, em sẽ quay về mau luôn á. Mình ơi, anh nuôi em văn câu ra sao. Văn câu con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời. Cá nó rồi đời. Trời ơi, ham ăn là chết đó mình. Văn câu vui quá, không vậy? Thì em nói rằng em vui sao không? Trời ơi, vui mà hỏi hoài hả? Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Alo, alo, rồi. Alo, alo, alo. Rồi sóng gió đi đâu hết trơn á, trời ơi, trời đất. Alo. Alo. Ủa. Alo. Đang cầm điện thoại đây mà. Trời đất ơi. Ủa, sao sao? Em nói em đi rồi mà. Nãy giờ em nấp ở ngoài cái hàng rào em rình mình. Ủa móc mới gì em ra ngoài em rình anh chứ vậy? Mình á, em mới ra ngoài có chút xíu mà mình giống như gà mắc đẻ vậy hả? Ủa mấy cái việc nhà anh đâu có rành đâu em. Đó, mình thấy chưa? Em á, em làm như vậy là em muốn cho mình thấy á cái công. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau
dệt mộng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo theo hoa khỏi bè bà. Tôi với chàng để giao ước, tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, anh cũng chẳng đôi áo tôi thương.
mặc lệ ta hậu. Xin được cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với một ca khúc đầy lãng mạn, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Khoan, cái này anh nói trước, bài này hát không hay. Mà là rất hay. 11 điểm. Mình tiếc chút xíu, hai người làm được. Bây giờ giả bộ, giả dụ có một cái kịch, anh Dũng có tật ở cái chân. Anh từ hôm nay đi qua, hôm nay là ngày cưới của My. Anh qua, anh tưởng tượng anh cầm một cái áo, anh nói vài câu, xong My đáp lại một câu, anh hát cho câu đầu tiên không cần ngâm thơ. Muốn luyện giờ tự suy nghĩ. My, hôm nay là ngày lễ thành hôn của em. Anh đến đây không có gì hết ngoài chúc em trăm năm hạnh phúc. Anh Dũng à, em thật thì tới giờ phút này em cũng không biết nói với anh sao nữa. Thôi, đâu đó cũng là số phận đã an bài cho anh rồi. Em đừng suy nghĩ thêm nữa. Em cầm đi. Chúc em hạnh phúc. Nhưng mà anh Dũng à, anh có hiểu cho em không? Tôi với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau. Xuất sắc, xuất sắc. Dạ, cảm ơn. Nghe gớm thiệt. Nói với gà hai lần, cộng thêm một điểm nữa, 12 điểm. Wow, xuất sắc quá. Hà My nhập vai rất là giỏi luôn. Anh Dũng cũng vậy nữa, hay quá. Hưng nổi da gà hai lần luôn. Những câu thoại mà nó không thể nào đắt hơn được nữa cả. Nó xuất thần luôn. Nó hay quá, mà thông minh nữa. Người ta đưa ra một cái đề tài thôi, làm được ngay lập tức liền. Và cái lời thoại nó hoàn hảo quá. My, em hát, anh tưởng là chị Hương Lan hát đó. Nó như một bản ghi âm mở đĩa lên vậy đó, nó hoàn hảo tới mức vậy luôn á. Rất là tuyệt vời. Cái sự ngưỡng mộ dành của bao nhiêu người dành cho em bao nhiêu lâu nay hoàn toàn không hề uổng phí. Em rất xứng đáng. Và anh Dũng cũng vậy nữa, rất ngạc nhiên. Cái bỏ nhỏ và nó giữ, nó kéo dài và nó thanh thản và nó nhẹ nhàng. Nó không cần một kỹ thuật nào hết. Mặc dù đó là kỹ thuật của riêng anh, chiết xuất từ cái cách hát cải lương hơi dài của anh bỏ nhỏ xuống. Nó rất là dễ chịu. Cái an phận, cái sự tội nghiệp của một người đàn ông bị ruồng bỏ trong cái giọng hát của anh á. Hơn muốn quyết định một cái quyết định ngay lúc này luôn. Nhưng mà chờ chút xíu đi nha. Cảm ơn. Lời khen hết sức là cao nhất luôn. Dành tặng hai người. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đi ngồi một chương trình giám khảo, những cái tiết mục nào mà nó chạm sâu á, cái tim nó bây giờ nó cứ đập. Nó đập rất là mạnh. Lúc mà cái tiết mục đó, cái bài hát đó, cái lời bài hát đó, cái giọng hát đó, nó khiến cho mình không có thở lúc đó, hiểu không? Cho nên mình nén lại. Cho nên khi xong cái tiết mục rồi, tự nhiên tim mình nó đập rất là nhiều luôn. Hồi nãy hai người không có diễn gì nhiều, giống như đứng hai tách biệt. Nhưng mà cái cảm xúc nó tràn đầy, nó cái sự da diết ở trong mi hát nó quá ngọt, nó quá hay. Còn anh Dũng lại trầm ấm và nó len lỏi. Cho nên Ly nói là, đi dùng từ là
lột tả hết tâm trạng của nhân vật trong bài hát này, không cần phải diễn luôn. Còn nếu mà có thêm cái phần trước là quá tuyệt vời. Thầy nghe bài hát thầy thương quá. Thầy tại vì mỗi người cái cuộc sống mà cái môi trường có một cuộc đời riêng tư, rồi bây giờ con lo chuyện xong cho gia đình, cho cha mẹ, rồi con cũng an tâm lại và rèn luyện cái sức khỏe, con biết không? Giờ thầy thấy con tươi lên rồi thầy mừng, thầy mừng lắm. Thầy thương con lắm. Cố gắng lên nghe con. Dạ con cảm ơn. Hôm nay con xin phép được. À, tất cả đầu cái gì vậy? Mẹ cũng xin phép được ôm anh Hưng một cái ạ. Mình sẽ cố gắng. Thưa quý vị, nghệ sĩ là như thế đó. Được trở lại sân khấu, được hát và được sống với nghề, đó là điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ. Xin được cảm ơn quý vị. Năm 91 đúng không? Mình thu trong phòng thu, trong phòng ngủ của em luôn. Trung tâm Kim Lợi năm 88-89 ra là anh là Ngọc, dạ, Thu Ngọc Sơn đầu tiên. Thì năm 89 là anh kêu Ngọc Hải cũng chở Hà My. Anh hồi đấy anh không biết chở phụ nữ, anh anh ngại lắm biết không, tính Ngọc Sơn về chứ nhát lắm. Khi kêu Ngọc Hải chở Hà My đến hát danh ba hẹn tại Trung tâm Kim Lợi, là đây là phòng thu số 1. Hồi đấy em còn bé tí à. Mà dạ, mấy chục năm rồi em ha, kỷ niệm. Mà gia đình của Kim Lợi tử tế lắm. Rất là tử tế. Đôi khi Ngọc Sơn nói thật là nhiều cái khốn khó trong cuộc sống, cần cái gì là được, và bố mẹ của em Minh ấy, giúp đỡ nhiều lắm đó. À, thôi không giải thích, thôi em đi bỏ qua. Và có nhiều cái kỷ niệm sau này anh kể cho em nghe. Thì My nói là con muốn bái thầy làm bái sư, mà nhiều lần mà tha thiết lắm, mà cái cuộc đời đó trôi dạt mỗi người một nơi, sau này gặp lại thì cái duyên trời thôi, học trò là duyên trời, mình thương lắm. À, rồi vậy đó. Mà, nhưng mà Ngọc Sơn rất vui, thầy vui, thầy thấy con hát rất là hay. Phải nói cặp đôi này hôm nay hát rất là tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Hát rất là tuyệt vời, ai cũng xúc động, cho tất cả hơn 10 điểm nữa là biết rồi. Chưa có chương trình nào mà cho được 11 đến 12 điểm, đúng không cả nhà chú Yêu? Đại gia đình cho bao nhiêu điểm? Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Danh My và diễn viên Minh Luân. Họ sẽ thể hiện ca khúc gì? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ nha. Rồi, cái này đúng gì? Cái này là cái gì? Cái trái này, trái banh hả? Trái châu. Trái châu, trời ơi, rồi. Hai mùa Noel, trái châu bị bể. Cái bể nữa. Vỡ, cái gì tan vỡ. Ca khúc này quen lắm. Em được quyền nói là cái khúc này năm ngoái em hát rồi. Đó, bí mật vậy thôi. Đó. Em nói là anh Hưng biết liền luôn á. Phải thánh ca buồn hả? Cái bài mà khi mà em hát cái chị Tư lên nói trời ơi, bữa nay nhìn em giống hoàng tử quá Trung ơi. Chứ còn gì nữa, bài đó gọi như là bài thánh ca biết rồi. Bữa đó anh mặc đồ nghiêm chỉnh lắm, mặc đồ vest đồ này kia dữ dội lắm. Không, anh thề luôn chị Ly vợ anh chứ nãy giờ anh nghe chị nói gì chứ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của cặp đôi ca sĩ Danh My và diễn viên Minh Luân. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Lòng lạnh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, hé theo câu đêm thánh vô cùng, ôi dòng hát em mênh mang. Rồi mùa giá bút cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa pháo bay xa.
lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình ngồi xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian? Bao nhiêu lần còn nhớ người yêu? Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua biển giáo đường dấu yêu. Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Một cặp đôi rất là đẹp về hình thức. Cái bài hát này đó, nó đối với anh là một bài khổng lồ. Tại vì nó rất là được nhiều người yêu thích và người ta thuộc nằm lòng luôn. Ở Luân, âm giọng của Luân là miền Tây đó. Và cách phát ra nó cũng bị dẹp. Bài thánh ca đó là nó này. Bài thánh ca đó nó phải tình hơn chút xíu nữa. Bé My thì rất là ngọt ngào, nó mong manh như là một làn sương khói với sự dàn dựng những cục đèn và tuyết rơi và trang phục thì đã làm lên một cái tiết mục khá là trọn vẹn của hai em. Riêng tôi thì rất cảm, tôi thích giọng Minh Luân lắm. Tự nhiên mình thích con người miền Tây, nó hiền lành mà cái giọng hát nghe dịu, dễ chịu lắm, rất là thích. Giọng Giang My không thuộc dạng giọng mà học thuật chuyên về những cái độ rung, độ luyến lấy của bolero, nhưng mà bù lại Giang My không dám, tôi không dám khen là đẹp, tại vì đẹp có nhiều cái cách đẹp khác nhau lắm. Nhưng mà với cái người nghệ sĩ thì người ta nhìn vô như là Hồ Việt Trung nè, người ta rất là mê. À, Giang My có giọng hát rất là dễ chịu, rất là bén, rất là tốt. Theo tôi là rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn anh. Có những bài bolero mà mang âm hưởng là bolero Nam Bộ, bolero miền Tây á, thì anh nghĩ là hai đứa sẽ đắt hơn. Tới tập 3, tập 4 như vậy mình sẽ khai thác tới cái bolero Nam Bộ. Và cái thế mạnh của Luân là cái kịch thì Luân sẽ diễn cộng với cái những cái chi tiết nhỏ thôi, những cái kịch nhỏ 1-2 phút đầu, 3-4 phút đầu vô thì tụi em sẽ nghĩ sẽ là đổi một cái màu khác và làm ra rặt cái chất của tụi em. Rồi, chúc mừng tiến bộ của hai đứa. Rồi, xin cảm ơn. Mà hôm nãy em thấy hai người hát song ca nhưng mà chưa được tình tứ. Hai người quen nhau lâu chưa? Quen nhau lâu chưa? Thôi quen nhau lát nữa xuống nói nhỏ cho nghe. Không phải, nhưng mà tại vì thấy chưa tình tứ. Ôm có gì đâu ngại nạp. Đã chứ rồi, nhân tấu là người ta không nắm tay nhau. Lấy cảnh đó nè, ôm nè. Em ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi
Hồng Mơ và Hùng Thanh, họ sẽ hát bài gì? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ là gì nha. Gửi em xa nhớ, trời. Buồn lắm. Không phải gửi em mà. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị mà hai. Hoặc là gặp nhau làm ngơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư. À, gặp nhau làm ngơ. Thư tình của mùa thu. Thư tình của mùa thu. Hay quá. Sai hết trơn. Bây giờ muốn biết bài hát này tên gì, xin mời quý vị hãy cùng đến với cặp song ca Hồng Mơ và Hùng Thanh. Chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bóng nghe lạnh thêm. Chiều mùa sương hay mùa khói thương anh, em không lại anh nhủ lòng sau đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế khi sâu, anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em giận không, anh vùng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chẳng. Em có hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ. Chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn nhưng anh chẳng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ.
chờ ai. Xin được cảm ơn Hồng Mơ và Hùng Thanh rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét từ ban giám khảo nha. Cái bài hát rất là dễ thương, hòa âm cũng hay. Khi mà giàn tấu chuyển tông lên một tông khác làm bài cho cái giọng của em sáng hơn. Với câu chuyện được dàn dựng ngay lúc đầu, tất cả mọi thứ đều đang êm đẹp hết. Nhưng mà phần của bố mẹ xuất hiện, anh thấy nó bị gượng ép. Ví dụ như cái phần giàn tấu, mình có thể xin ban nhạc hoặc xin đó hồng nhạc nó dài hơn một chút để cô bé có thể vì diễn một cái cảnh là bố mẹ bắt ở nhà không có cho đi gặp thì nó sẽ dễ thuyết phục hơn. Riêng cái tóc của Hồng Mơ, dặn mấy người làm make up lần sau chọn một cái giải pháp là thật là hợp lý. Nó không làm cho em lớn hơn bạn trai của mình, đúng không? Cái tóc của em chỉ cần cắn hai cái trăm nữa thôi là thành hàng Nga liền luôn. Đó, mình phải kỹ chút xíu nữa cho một của mình. Phần hát của Mơ á, là tốt, anh không có bàn về nhiều. Nhưng Thanh em có một cái hát là cái cách hát, cái kiểu hát có chút xíu gì đó cái âm hưởng của người xưa, giống như của anh Thái Châu, của anh Khoa, em Duy Quang, ấm ấm của Duy Quang. Hồi xưa có một anh Khoa nữa, và hát cái thể loại nhạc tình này rất hay. Cái giọng trầm ấm mà rõ lời bây giờ kiếm không có đâu, rất là ít. Hay, tốt. Nhưng cái đoạn đầu người ta để ý tới cái hát hơn, không để ý tới kịch. Nửa phần sau kịch đem ra thì bắt buộc người ta không để ý tới cái hát nữa mà ta lại để ý tới kịch để coi cái câu chuyện này kết quả như thế nào. Nhưng nói thì không phải là anh sợ hai bạn múa buồn, hai bạn múa đóng vai mà phụ huynh á không thể nào tải nổi cái câu chuyện này. Nếu chỗ đó chung ra ngưng lại, tôi nói chuyện này, tôi đề nghị cậu không được theo con gái tôi nữa, và bà mẹ dẫn về, em đứng em chắn xong cửa luôn, đứng ra hai người khoảng cách với nhau thì sẽ cực kỳ hay. Rồi chúc mừng tiếp một hai đứa. Xin được cảm ơn những lời góp ý chân thành từ ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Mai Trần Lâm và ca sĩ Kim Chi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để chúng ta cùng xem kỷ vật của họ là gì và phỏng đoán xem bài hát của họ tên gì nha. Hoa mà trong bóng đêm. Hoa này là hoa quỳnh. Hoa quỳnh. Chỉ có ban đêm mới nở hoa quỳnh được thôi. Chỉ có ban đêm hoa quỳnh mới nở thôi. Chắc chắn là bài Hoa nở về đêm. Và theo chị Thư Cẩm Ly thì chị đoán bài hát này tên gì ạ? Anh ba đoán bài nào anh ba? Hoa tím ngày xưa hả? Hoa tím ngày xưa. Chưa có người nhớ năm ngoái hả? Em ơi đưa lên đằng mà tới họ đoán nó thành nẻo trơn á, bị ba tổ chức lừa hoài thôi. Hồ Bình Trung xin được đọc tên bài hát. Bài hát này, ca khúc này do chính ca sĩ Mai Trần Lâm và ca sĩ Kim Chi trình bày. Bài hát được mang tựa đề Hát xong rồi biết.
vì còn tìm nhau, lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân ai. Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời, dù gió mưa dạt dào còn đẹp như khi quen. Chưa biết một lần, vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gắm được một nụ hoa nở về đêm. Được, cảm ơn Mai Tần Long và Kim Chi. Kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi được mang tên Hoa Nở Về Đêm. Đó là một câu trả lời chính xác của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hay quá anh ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Bé Kim Chi, câu thứ 3 của bất kỳ một phiên khúc nào trong cái bài hát này, phần A đó, con đều xử lý không giống bất kỳ một ca sĩ nào trước đây đã từng hát bài này hết. Rất là mới lạ, chú cảm thấy rất là thích. Nói chính xác á, là hai đứa hát nó có cái kiểu mới, không bi lụy, vừa phải. Những vòng tiếp theo anh nghĩ là rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều cái để làm. Thí dụ mình sẽ làm về cái tình học sinh nè. Lâm dư sức, anh không biết, anh nghĩ nè, em năm nay khoảng 31 mà anh nghĩ anh khoảng 13 tuổi chẳng hạn như thế. Em dư sức làm được những cảnh hồi lại trước đây 10 năm.
em vẫn đóng vai thư sinh vì cái gương mặt của em cho phép làm điều đó. Bài này hai đứa em hát rất là tốt, anh dùng từ rất là tốt. Xin được cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kỷ vật của cặp đôi. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình. Trầu Cao. Trầu Cao có hai trái tim nữa. Sự tính Trầu Cao. Không đơn giản vậy đâu. Trời ơi, mình bị gạt hoài luôn á. Tôi nghĩ rằng là cái này là đám cưới trên đường quê hương. Hoặc là có chừng không biết khả năng cặp đôi này có thể hát ca cổ Lá Trầu Xanh không ta. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn dự thi của Minh Sang và Tuyết Mai. Vợ ơi. Gì đấy? Vợ à. Ơ cái anh này cứ ơ à hoài à. Muốn gì thì nói xem nào. Từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cưới nhau đến giờ đó cũng lâu lắm luôn rồi đó. Hai đứa mình chưa có Này, anh lo mà học hành đi, thi cử đến nơi rồi đấy. Thôi mà, học á thì ngày nào anh cũng học rồi. Không lẽ em bắt anh học hoài không có cho anh nghỉ ngơi thư giãn à? Hay là tối nay á hai đứa mình Này, anh mà chưa thi đỗ á thì chưa cho động phòng. Chồng ăn học, nhưng mà vợ yên tâm, phen này nhất định chồng sẽ thi đỗ, rồi hai vợ chồng mình. Chưa? Hay là để chồng phụ vợ dọn dẹp, đấm lưng cho vợ, rồi vợ chồng mình đi ngủ sớm nha.
chẳng đưa, đi đi chẳng đưa. Cảm ơn rất nhiều hai bạn đã mang đến với chúng tôi một màn trình diễn cực kỳ dễ thương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Đúng là một cặp đôi rất là dễ thương thiệt, và cái sự sắp xếp minh họa cũng rất là ý nghĩa, và nó vừa phải. Cái bài hát này thật ra cái tông nó dành cho nữ có điểm sáng nhiều hơn, cái sự hy sinh của nam là khá nhiều. Không có điểm sáng nào dành cho nam, đó là sự hy sinh rất lớn của người đàn ông trong gia đình. Hy vọng rằng là sẽ nhận được một cái phần trình diễn tưng bừng và sáng sủa hơn nữa dành cho cả hai. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn phần nhận xét của anh Đào Vĩnh Hưng. Em xin được mời anh Minh Vy. Sang, chính gốc là em là người miền nào? Em sinh ra tại miền Nam nhưng mà sinh sống tại khu vực Đồng Nai. Cũng là những người miền Bắc nhưng mà miền Bắc hơi lai vào miền Nam một chút. Là cái phần thoại đầu của em là tiếng Nam tiếng Bắc rất lẫn lộn. Từ khi, nhưng mà anh có sẽ bào chữa cho em như thế này. Cả hai bạn đây là tập đầu tiên và cũng là giống như chào sân á, nên cái sự bỡ ngỡ và cái anh dùng từ là hơi nhát sân khấu một tí. Có đó là có. Nhưng mà thường thường mấy cặp đầu nhát là cái chiêu, cũng là cái chiêu. Tới tập 2, tập 3 mình sẽ bung chiêu ra. Còn cái bài diễn rất là dễ thương. Và cái người biên đạo cho em, anh nghĩ là anh Lê Việt. Thường người ta nghĩ tới cái bài duyên tình này là người ta sẽ nghĩ tới cái, là áo tứ thân, là áo dài khăn đóng, mà làm theo cùng cách cổ. Nhưng cái đây là một cái nét mới, là nó hơi nửa hiện đại và nửa xưa xưa. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị, bây giờ Hồ Bình Trung xin được mời 8 cặp đôi của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng 2017 trở về sân khấu để nghe kết quả từ ban giám khảo. Và bây giờ Hồ Bình Trung xin được mời giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vy công bố kết quả của đêm nay. Tiết mục nào hôm nay về phần đầu tiên chào sân thì có tiết mục rất hay, có tiết mục hay và có tiết mục, tất nhiên là không có tiết mục không hay nha. Tất cả đều hay, rất hay, và sẽ có những cái chút trắc nhỏ mà mình cảm thấy là chưa hài lòng. Nhưng mà chắc chắn là qua tiết mục thi của mỗi một cặp thì các cặp khác đã nhìn thấy là cái sân chơi chúng ta sẽ như thế nào và có cái yêu cầu như thế nào. Xin phép được công bố cặp cặp đôi ấn tượng, đúng không? Mình dùng từ ấn tượng nè, cặp đôi ấn tượng trong vòng 1. Ba đứa mình cùng nói đi. Vậy hả? Được không? Cho nó mình đã mang tiếng là mình đang cặp tới ba rồi. Ác vậy không? Thôi tôi và Ly đi. Ok. Hai mình nha. Mình đánh dần không? Hay là mình đọc luôn nguyên chữ đi không? Thôi mình đánh dần mà đuôi ta đợi. Đánh dần đi rồi. Hả? Thôi đánh dần không ổn, đánh dần không được. Nè, được. Nè, thôi nè, Ly với anh Hưng nói đi, Ly với Hưng nói đi. Dũng Nhí với Hà My đúng không? Vâng, chúc mừng cho Dũng Nhí Hà My. Xin được chúc mừng Dũng Nhí Hà My đã giành giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất đêm nay trị giá 20 triệu đồng. Vâng, và như vậy là chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng mùa thứ 2 đã có một đêm mở màn đầy thành công. Và chắc chắn trong những đêm kế tiếp, quý vị khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục mãn nhãn và đầy cảm xúc. Còn bây giờ, chúng tôi xin được chào và hẹn gặp lại.
vang lên mãi tập thể ngõ hồn dân tay tê. Anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về lối mòn anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng khuya hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Vắng tanh chỉ còn em với được. Cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Cặp đôi này là phải nói là xứng đôi nhất. Xứng nhất luôn á. Một bên cao to, đẹp trai. Cái một lúc bên tập mập mạp dễ thương. Cái lúc tập á My nói giờ ủa em ôm anh em ôm sao không lẽ em ôm dưới vậy? Thôi để anh ôm dưới cho em ôm trên đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Cái bài hát là một sự lựa chọn chính xác. Hương nghĩ là nó là một lợi thế với giọng hát của Hà My. Câu nào ra câu đó rất là chắc, rất là ngọt ngào. Còn với bạn Dũng Nhí, chất giọng của anh Dũng á, nó sáng trưng à. Những vòng sắp tới Hương tin là sẽ có rất là nhiều tiết mục thú vị. Với cái chiều cao này nó sẽ còn nhiều cái tiết mục hài hơn nữa, là người ta sẽ thích cặp đôi này nhiều hơn. Hương cũng sẽ trở thành một trong những fan hâm mộ của cặp đôi này. Chúc mừng. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Như là anh Dũng có biết ca cải lương không?
Có, hát cải lương hơi dài luôn kìa. Trong câu đi, trong rất câu là đi. Đã luôn. Trong câu đi, câu rất đi. Rất là khoái luôn. Em ơi đã từ lâu anh giờ chiếc lá xanh tìm dần trắng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chỉ hằng lõ vàng tôi là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng nhưng đã lờ trót yêu ai đã lờ trót yêu ai yêu người con gái rồi một chiều đông tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào yêu ca bài ca thương nhớ tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Em đã từng xem anh rất nhiều chương trình là rất là mê cải lương luôn. Nhưng mà ra nghề thì không phải là cải lương. Em có nghe cái sự tâm sự đó của anh. Nhưng mà đặc biệt khi hát vọng cổ nén hơi lại sắc, rất là sắc nét luôn. Anh Dũng hôm nay hát với một cái phong thái rất là thoải mái. Còn nói về My, trước một khoảng năm mà 90 mấy là không ai không biết My hết. My hội đủ hai thứ gọi là thanh và sắc. Chỉ có bẳng thời gian Ly cũng không có biết sao mà My lại bị cái điểm dần. Một cái điểm dần. Mong muốn rằng My sẽ nuôi lại cái tình yêu âm nhạc của mình để có thể quay trở lại một Hà My như xưa, rất là đẹp mà hát rất là hay, rất là ngọt ở cái dòng nhạc trữ tình này. Chúc mừng My và anh Dũng. Thật sự thì cảm ơn chị Tư, cảm My. Không phải là Ly khen My mà My nói ra những cái điều này. Thì sau này My cũng có phát hành một cái bài hát chị Tư mà vô tình trên mạng cũng thương cái bài hát đó mà đặt cho My là cái biệt danh chị Tư. Và thôi bây giờ chị Tư sau này xin phép ôm chị Tư trước một cái. Ôi trời ơi. Trở lại mà lợi hại hơn xưa ha. Thầy cũng ôm cái nha, Dũng nha. Ôi trời ơi, Hà My 15 năm trước đã gặp Hà My lần đầu và còn song ca nữa. Cái lúc mà Lê còn chỉ mới 20 tuổi thôi, lúc đó Lê cũng chưa phải là đi hát chuyên nghiệp. Lê đã nghe Hà My trên một cái băng nào đó hát một khúc cải lương thôi. Nói ô cái cô này giọng hay quá. Và con Lê nghĩ đây là giọng ca nữ rất đẹp. Nhưng mà mỗi người có mỗi phần mỗi số. Chính Lê là rất Lê buồn lắm á. Thấy Hà My hát cái tự nhiên trong lòng tôi á, cảm thấy là tôi mỉm cười. Đôi khi em lại ẩn mình trong cái vỏ ốc, em không thoát ra ngoài. Và bao nhiêu cái cơ hội ngoài kia em khóa cửa hết. Anh nghĩ cũng có một cái lý do nào đó riêng tư. Nhưng hôm nay anh rất là mừng, anh rất vui. Và anh ước mơ rằng Hà My hãy trở lại ánh đèn sân khấu và hãy thể hiện sức sống và hãy xinh đẹp như ngày hôm nay mãi mãi nhé. Cảm ơn chương trình dành cho Lê ngồi hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã để lại một kỷ niệm tuyệt vời ngày hôm nay đối với Quang Lê và các khán giả đây. Vòng sau, cái thế mạnh của hai người không phải dừng ở hát đơn thuần như thế này, mà phải là một cái quán ấm đầu làng, một cái tô ánh nguyệt, hay là một cái Lan và Điệp. Một câu chuyện nhỏ khoảng 2 phút, 3 phút kết hợp với một bài từng nhạc cộng với từng cổ và rớt một câu giọng cổ xuống, đảm bảo luôn. Và một câu nhắc nhở khéo thôi, không chơi thì thôi, mình bước vào cuộc chơi thì hãy để tâm tới nó một tí. Tất cả những gì phấn đấu của mình sẽ có cái để bù đáp cho mình. Chúc mừng tiết mục của các bạn. Chú ơi, chú ơi, đừng, chú ơi, đừng, chú, đừng, đừng. Chú đừng có làm gì chú ơi, đừng mà. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Tôi chết mà chú ơi. Cái gì? Tôi từ nói mà. Buông ra. Tôi chết. Làm gì vậy? Chú tự tử. Tự tử rồi nào? Chú nhảy chú ơi, chú chết. Tôi chưa kịp nhảy mà chú ơi, sao chú cho ông siết tôi hồi tôi cũng thở không nổi, tôi chết đây nè. Chú không tự tử, chú ra đây đêm hôm chú tìm ai vậy? Trời đất ơi, người ta đang đi, người ta dòm, người ta tìm lại cái người cũ bao nhiêu năm rồi không gặp. Tự nhiên đâu vô, hả chú ơi, chú ơi, chú xíu xồn dưới luôn rồi là sao? Tìm người hả? Tìm người. Trời ơi, ở đây quá trời, ở dưới 4 người mà hỏi ai? Cho mấy người này lạ lắm, không có quen. Bà này nè, bán nước, 20-30 năm đây rồi. Ủa vậy hả? Hot girl khu này. Trời đất ơi, cái gì bạn không biết hết. Trời ơi, cảm ơn nha. Bây giờ vô hỏi nha. Cảm ơn chú. Con đi à? Đi đi. Ủa đi đâu vậy? Giải cứu thế giới chứ. Ủa đi luôn vậy hả? Bà chị. Chào anh. Nghe thằng em mới giới thiệu, nó nói bà chị ở đây cái gì cũng biết hả? Ủa, sáng giờ bán được không chị? Nói nào hay thì bán cũng được mà chưa ai mở hàng hết. Tôi mở hàng cho chị. Cái gian mua mây bán đắt nha. Trời, ông anh cứ ngồi đó đi, tôi lấy cho ông anh uống liền cho nó mát ruột, mát nó nói là bà chị đây ai chị cũng biết đúng không? Chị
Chị dòm tôi cái hình này coi chị quen không? Trời ơi, hình ai mà xấu mà nhăn dữ vậy nè. Hả? Hồi xưa cũng ở gần đây nè. Chị... gì vậy? Không không, cái hình đó chút. Tấm ảnh này sẽ theo anh mãi. Trời ơi. Có gì vậy? Trời, cái hình nó nhăn là chị còn quăng hả chị? Mà quăng cũng đúng. Cái người này nè, cái người này là cái người tàn nhẫn với tôi nhất đây nè. Sao mà ông anh chửi tôi tàn nhẫn vậy? Cái gì? Tôi chửi bà nào? À, tôi... sao ông anh nỡ dội trách người ta? Biết đâu cô ấy có nỗi khổ mà không nói được với ông anh thì sao? Nỗi khổ là đây nè, là tôi nè. Bao nhiêu năm tôi đi tìm người này nè, mà cũng trốn ở đâu mà tôi tìm hoài kiếm hoài không ra. Có mỗi lần tôi nhìn cái tấm hình này là kỷ niệm trong tôi lại tràn về. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cùng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi con gặp nỉ non suốt đêm những lời, nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, tay anh thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Cánh hứng tròn môi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều, vài lần muốn hủy tâm mà có được đâu. Vì tình người khắc đậm dấu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Bà chị, đang bán bà chị đi đâu vậy? Tôi... Ông khoan đã, tôi nhìn cái dáng của cái mặt của chị, tôi thấy quen lắm. Tôi... không phải chị là... tôi không phải là con Trinh. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời, nào là nói tặng tâm hình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên mà có được đâu. Vì tình người khắc đậm dấu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm dấu, quên thật khó.
Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với ca khúc Tấm Ảnh Không Hồn với sự trình bày của diễn viên Hà Linh và ca sĩ Lê Chinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Người đã đưa Hưng ngọn lửa đầu tiên đặt vào trái tim của mình để đam mê sân khấu để trở thành một ca sĩ ngày hôm nay chính là mẹ của Hà Linh, cố nghệ sĩ đẹp nhất, giỏi nhất của mọi thời đại, Thanh Nga. Lê Chinh là một nhân tố rất là nhiều tài năng khác nhau, hát rock cũng được, ballad cũng được, pop cũng được ha, rồi nhạc trữ tình cũng được, quê hương dân ca làm láng hết trơn luôn. Một cái cặp đôi có thể nói là có rất là nhiều cái khả năng có thể đi sâu với một cái khả năng viết và dàn dựng được như anh Hà Linh ha, rồi cộng với khả năng hát giỏi như Lê Chinh, hai người sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều. Cái kịch bản này đó nó rất là xúc động, và bài hát lựa chọn này để dễ gây người ta khóc và cảm động rất nhiều. Nhưng cái mạch kịch của mình nó hơi vội, những cái lời thoại đó sẽ chọn lựa kỹ hơn chút nữa để cho thật là đắt, tiếc lắm luôn đó. Cái câu chuyện này chuyện rất hay, Hưng sẵn sàng góp ý để cho từng phần của các em nó chỉnh chu hơn và hay hơn. Anh tin là với khả năng tài năng của hai người sẽ có những tiết mục rất rất hay ở phía sau nữa. Chúc mừng hai em. Dạ, yeah, xin cảm ơn anh. Đi vào lòng người nhiều nhất là những bài bolero cộng với một cái kịch. Thì tôi nhớ không làm là trước là đoàn Thanh Minh Thanh Nga có làm cái vở là Mưa Rừng. Dạ, dạ. Bài hát Mưa Rừng nổi luôn, bao thế hệ, mà do cô Thanh Nga hát. Cô Kim Cương có làm một bài hát là bài Duyên Kiếp, cũng gắn với cái kịch. Người ta đã tải hết cái kịch, người ta tải hết cái nội dung trước đó 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, một tiếng. Cuối cùng để đưa vào một bài hát thì bắt buộc nó phải ăn. Vì nó nói, mượn câu hát để nói lên nhiều cái tình cảm, nhiều cái tâm hồn và nhiều cái trăn trở của nhân vật. Chúc mừng tiết mục đó các bạn. Dạ, xin cảm ơn, ạ. Chị chỉ hơi tiếc Chinh á, chắc có lẽ em chưa quen cái lời thoại của mình, cái tình cảm ở trong cái âm của em. Chỉ cần nhẹ nhàng, tại em nói nó có vẻ nó chất phát hơn một chút đúng nữa. Rồi nó đời hơn và nó bình tĩnh hơn một chút nữa. Nhưng mà không hiểu sao nữa, nhưng mà câu đầu tiên vào tự nhiên cái da gà nó nổi lên, và câu lần hai cũng vào một lần nữa lúc mà gặp nhau á, cũng bắt đầu có một cái cảm xúc nghẹn. Có nghĩa là trong cái chất giọng của Linh không phải nó đặc biệt hay, nhưng trong chất giọng mình cảm giác được cái chiều sâu, cái nỗi đau của người đó. Thì nếu như cái kịch bản của mình mà nó nhẹ nhẹ, mà nó đặt cái cảm tình từ đầu, thì Linh vào cái câu đầu tiên đó nó sẽ phê vô cùng luôn. Dạ, xin cảm ơn phần nhận xét từ ban giám khảo.